hoa để mà bác Hùng có thể trao cho chúng ta những cái kiến thức thực sự là giá trị hữu ích cho chúng ta ngày hôm nay ạ. Vâng, một lần nữa thì em xin mời bác sĩ Hùng sẽ chia sẻ nội dung cho ngày hôm nay ạ. Em xin mời bác ạ. Rất là cảm ơn lời trình bày của Hằng đã giới thiệu rất là sinh động. Quả thật là ngày hôm nay là một trong những cái thời khắc rất là hạnh phúc của mình. Xin chào các bạn, tôi tên là Ngô Quốc Hùng, CB Ngô đây các bạn, đủ nắng hoa sen ở, trân trọng kính chào các bạn. Lời đầu tiên thì Hùng xin kính chúc tất cả mọi người một sức khỏe, tâm an và hãy biến những ngày giãn cách này thành những ngày thời gian hưởng thụ của gia đình. Đọc vài cuốn sách, trồng vài loại cây và rau xung quanh sân vườn và hãy cho nhau những thông điệp yêu thương, một chút ấm áp, một hành động tương trợ thiện lương để cuộc sống thêm hương vị hả các bạn. Và hơn hết, hãy cùng nhau chia sẻ cái thông tin hôm nay, ngõ hầu củng cố hệ miễn dịch của chúng ta. Và chúng ta ai cũng có điều có thể gặp được COVID, nhưng mà có nhiều người thì gặp COVID như là một cái cơn gió thoảng qua. Nhưng mà mình thấy có nhiều người sẽ bị ngã rạp như sóng thần ập đến. Vì sao vậy ạ? Bởi vì thế giới y tế tập trung tổng lực cho vaccine và thuốc, có lúc gần như bỏ quên cái việc củng cố hệ miễn dịch để cải thiện sức khỏe tổng thể ở mỗi con người của chúng ta. Thật ra, chúng ta luôn hiện hữu là nhờ vào một cái cơ chế bảo vệ từ việc học tập luyện thể dục, tư duy tích cực, lạc quan, một cái giấc ngủ ngon lành và dinh dưỡng mỗi ngày. Trong đó, cái việc dinh dưỡng để xây dựng một con người với hình hài hoàn thiện, dinh dưỡng sẽ giúp chúng ta những cái nguyên liệu để xây dựng những hàng rào miễn dịch vững bền suốt cả cuộc đời. Và đặc biệt, COVID đã cho chúng ta tỉnh ngộ hơn khi chúng ta thấy là có rất là nhiều người trẻ nhìn như có vẻ khỏe mạnh. Nhưng mà khi COVID tấn công thì khơi dậy những cái mối nguy tiềm ẩn về sức khỏe của họ. Do đó, chúng ta thấy là có những việc mà chúng ta chưa thông thì như đá nặng ở trên đầu. Đâu là cái phương pháp, đâu là cái giải quyết, cái gốc của vấn đề. Vì thế, hãy tập trung 100% vào cái thời gian Zoom này để mình có thể biết thêm. Một lần chúng ta xác định lại cái trọng điểm của vấn đề trong cái mùa COVID này đó là chuyện gì. Giống như là chúng ta đang nghĩ rằng vaccine là một phần nổi, còn miễn dịch vững chắc thì mới là một cái phần to lớn ở trên tảng băng chìm. Và hệ miễn dịch ở bên cạnh chúng ta từ cái lúc mà chúng ta chào đời nhưng mà chúng ta đã không để ý hay là rảy bỏ nó. Thì ngày hôm nay kính chúc mọi người một buổi tối thật là hữu ích và làm sao để mà chúng ta có cái giải pháp rất là hữu hiệu trong thời gian này. Thì đây là cái chuyên đề, nếu như bạn quan tâm thì chuyên đề này là dành cho bạn. Do đó chúng ta hãy mạnh dạn cùng mời những người bạn bè của mình và hãy chia sẻ những cái thông điệp ngày hôm nay cho bạn bè của mình. Bây giờ thì tôi xin phép là được share bài của chúng ta ngày hôm nay để cái phần nội dung chia sẻ của mình cùng với các bạn. Các bạn nào giờ này chưa ăn tối chưa? Chắc là các bạn ăn tối rồi hết đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì cái chuyên đề của chúng ta nó sẽ có hai cái phần chính. Thứ nhất là dinh dưỡng chủ động để phòng chống corona COVID-19. Thứ hai đó là dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe tại nhà khi mà bị nhiễm COVID. Và thứ ba cũng là một cái phần rất là quan trọng là hỏi và đáp. Do đó là rất là mong các anh chị ngay từ bây giờ có những cái phần nào mà thắc mắc ở trong cái quá trình tôi trình bày, chúng ta hãy lập tức đặt ngay cái câu hỏi hoặc là chúng ta có thể chuẩn bị được là chúng ta raise hand, giơ tay lên của chương trình để mình có thể được giao lưu cùng với bác sĩ và chúng ta giải quyết được cái vấn đề về chung phòng chống đại dịch các bạn nhé. Điều đầu tiên khi mà nói về dinh dưỡng thì tôi xin kính mời các anh chị ta cùng nhau nhìn lại về coronavirus. Một cái con COVID mà chúng ta rất là nhiều những cái thông tin, rất là nhiều những cái hoài nghi bởi vì chẳng những nó mà còn những cái biến thể của nó. Thế thì ngày hôm nay chúng ta đang gặp cái con COVID như thế nào ạ? Thực chất thì COVID là một trong những cái con virus mà nó chứa ở bộ phận nhân ở bên trong là một cái ARN thông tin. Tức là không phải là một cái bộ mã di truyền giống như bình thường, mà nó là một cái ARN thông tin. Và từ đó thì nó có những cái protein như là những cái cánh tay nhô lên ở phía vỏ và cái phần phần thân của nó. Thì
chúng ta thấy là một số cái protein ở màng, ví dụ như là protein E, protein S, protein M, như là những cái cánh tay để mà có thể bắt bám vào trong cái cơ thể của chúng ta, bám vào trong màng tế bào của chúng ta. Chính vì thế là khi mà xâm nhập vào trong cơ thể chúng ta, nó tìm mọi cách để mà có thể bám vào cái thụ thể ở trên màng của tế bào chúng ta, gọi là thụ thể ACE2. Đây là một trong những cái thụ thể mà rất là quan trọng của màng tế bào, đặc biệt đối với lại con virus này, nó có ái lực với là tế bào phổi. Chính vì thế thì chúng ta nghe dường như là bệnh COVID là một cái bệnh lý thuộc về hô hấp, thuộc về bệnh phổi. Nhưng mà kỳ thực thì nó đánh sập cái hệ miễn dịch của chúng ta. Và những cái biến thể từ khi mà COVID ra đời thì chúng ta thấy là thực ra con corona này có 4 nhóm. Nhóm thứ nhất, nhóm gọi tên là A, B, C và D. Thì trong đó thì nhóm B là một trong những cái nhóm mà nó có khả năng đột biến mạnh nhất. Chính vì thế thì nó gây ra được những cái nguy cơ về bệnh lý cho con người nhiều. Đầu tiên đó là cái chủng alpha, kế đó là beta, đó là gamma, delta, và bây giờ người ta đã thấy cái sự xuất hiện của chủng mới đó là lambda. Như vậy thì mọi người hãy bình tĩnh lại và chúng ta nhìn lên cái màn hình này để nhận xét một cái điều. Cho dù đó là cái biến thể này thì nó cũng là một cái hình tròn và có nhiều cái gai ra giống như là những cái chiếc vương miện, nên người ta gọi là corona. Nhưng mà cái sự thay đổi trên cái từng cái cánh tay mà nó đưa ra đó, nó sẽ thay đổi, ví dụ như là lúc lớn, lúc nhỏ, lúc đó là hai cái gọng kìm, vân vân, thì khiến cho cái sự thay đổi đó làm cho cái kháng thể ở trong cơ thể của chúng ta nó cần phải thay đổi theo để cho nó bắt kịp với là cái sự thay đổi của con virus, thì nó có thể khống chế được cái bệnh lý virus nó xâm nhập vào người của chúng ta. Do đó thì chúng ta thấy dù là nó có biến thể nào thì nó vẫn là hình cầu. Nó vẫn có những cái protein S, protein M và protein E, cũng như là thành phần nhân của nó là những ARN thông tin. Như vậy thì bây giờ chúng ta xem lại coi là COVID nó có những cái triệu chứng nào, những cái giai đoạn nào. Khi mà chúng ta đi tới là một cái phết mũi hoặc là phết họng ở một cái điểm giãn cách hoặc là một cái cơ sở y tế, thì người ta sẽ cho mình một cái test nhanh. Nhưng mà test nhanh này thì có thể là dương tính hoặc là âm tính, bởi vì cái xác suất của test này khi mà âm tính giả hoặc là dương tính giả cũng khá là nhiều. Do đó khi mà thấy là cái test nhanh là cái bước ban đầu tiên để mà làm mà là dương tính, thì nhất định là lúc đó nhân viên y tế cần phải làm thêm một cái xét nghiệm nữa, gọi là real-time PCR hay là phản ứng khuếch đại chuỗi men. Và khi mà phản ứng khuếch đại chuỗi men, cái định lượng CT trên 34 thì người ta gọi là bị nhiễm COVID. Khi mà đã xác định là nhiễm COVID thì chúng ta cũng tưởng tượng giống như là chúng ta đã từng bị nhiễm ở đâu đó, nhiễm lải sung nè, nhiễm viêm gan siêu vi B nè, vân vân, nhiễm rất là nhiều những cái bệnh lý khác, đúng không nè. Nhưng đến một hôm khi mà nó đủ cái số lượng của cái con COVID đó thì nó sẽ bắt đầu bộc phát lên và gây bệnh cho chúng ta. Và cái mức độ gây bệnh này cũng sẽ rất là nhiều cái người ta xếp vào, bây giờ người ta xếp vào 3 tầng hay là 3 mức độ. Thì tầng 1 đó là gì? Đó là những cái người mà nhiễm COVID. Và nhiễm COVID thì không phải là bệnh COVID. Và khi mà chúng bị nhiễm COVID có nghĩa là chúng ta là cái người lành mang trùng, chưa có một cái dấu hiệu bệnh lý nào hết. Đến khi mà chúng ta lên cái tầng 1, đó là mức độ nhẹ. Có thể con người, mỗi người sẽ có một cái phản ứng khác nhau khi mà cái con COVID nó đủ cái số lượng, cái nồng độ để mà nó gây chuyện ở trong cơ thể của chúng ta. Mức độ nhẹ người ta thường gặp nhất đó là triệu chứng sốt, mệt mỏi, ho khan. Đây là một trong những cái triệu chứng mà hầu như tất cả nhiễm cái siêu vi trùng nào cũng có, do đó khiến người ta có thể bỏ qua. Nhưng mà thêm vài hôm, đặc biệt là đối với cái chủng Delta thì từ 1 đến 4 ngày, chúng ta có thể gặp một cái mức độ tăng lên, đó là mức độ trung bình. Đó là đau họng, mệt mỏi tay chân, tiêu chảy, mất khứu giác hoặc là vị giác, tức là mất mùi vị á, rồi viêm kết mạc hoặc là da nổi mẩn tay hay là ngón chân là chúng ta bị
bị tấy đỏ hay là tím tái do cái dấu hiệu thiếu oxy dần dần. Như vậy thì cái mức khi mà xuất hiện cái mức độ trung bình hay là tầng 2 thì có nghĩa là chúng ta sẽ có luôn những cái dấu hiệu của tầng 1. Hay nói cách khác đi, khi mà chúng ta ở tầng 2 có nghĩa là chúng ta đã nhiều hơn 3 triệu chứng. Do đó thì mình cũng có thể dựa theo cái mức độ này để mình biết mình đang leo tầng như thế nào hay là hạ tầng như thế nào. Mức độ 3 đó là mức độ nặng, tức là trong tháp điều trị nó có 3 mức độ, và mức độ nặng thường là bệnh nhân sẽ diễn ra ở tại ICU, những cái trung tâm cấp cứu hay là những cái bệnh viện dã chiến có cái mức độ hồi sức mạnh mẽ. Ví dụ như là những cái dấu hiệu bệnh nhân khó thở thì có thể làm nó sẽ thay đổi một cái chỉ số ở trong máu của chúng ta, nó gọi là chỉ số SpO2. Và ai mà có cái app mà để dán lên cái ngón tay út của chúng ta đó, một số cái dụng cụ y tế chúng ta có thể trang bị dụng cụ y tế này trong cái mùa này nó rất là rẻ, bởi vì mình có thể trang bị để phòng ngừa cho mình và có thể cho những người xung quanh của mình. Khi mà áp cái ngón tay vào thì nó sẽ đo được một cái nồng độ SpO2. Thường là SpO2 đối với là cái mức độ nhẹ và trung bình nó khoảng là trên 95. Nhưng mà khi mà khó thở, SpO2 nó là 90 hoặc là đơn giản đến siêu hấp là 85 thì có thể sẽ ảnh hưởng đến cái tính mạng của chúng ta. Do đó giờ này là chúng ta cần phải được gọi cái cơ quan y tế và được đưa đến những cái cơ sở hồi sức chuyên sâu về COVID. Và trong cái thời điểm này thì nó sẽ đi kèm theo một số cái mức độ nặng khác, một số cái triệu chứng như là đau, khó thở, tức ngực, hay là chúng ta mất cái khả năng nói hoặc là cử động, hay là cơ thể chúng ta nó rơi vào một cái tình trạng sốc, ví dụ như là vật vã mồ hôi, tụt huyết áp, rồi những cái bệnh lý nền nó sẽ trỗi dậy, và đây là một trong những cái dấu hiệu mà nguy kịch đe dọa tới tính mạng của chúng ta. Nào, bây giờ chúng ta cùng nghĩ tới cái vấn đề về dinh dưỡng chủ động, đó là cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Thế thì dinh dưỡng chủ động phòng bệnh coronavirus của chúng ta sẽ tác động vào trong cái mảng nào, trong cái sơ đồ về các cái tầng này, và khi mà chúng ta đang là một cái người mạnh thì chúng ta có thể làm điều gì chủ động để có thể chống lại. Điều đầu tiên đó là chúng ta hãy chú ý tới cái hệ miễn dịch của mình, bởi vì hệ miễn dịch của mình nó sẽ bảo vệ cơ thể của chúng ta chống lại cái sự xâm nhập của những cái tác nhân gây hại. Chúng ta nên nhớ rằng cái hệ miễn dịch của mình nó sẽ là ở cạnh bên chúng ta từ cái lúc mà tế bào nam gặp tinh trùng gặp noãn và hình thành nên, là bắt đầu cái hệ miễn dịch của chúng ta nó cũng đã hình thành rồi. Và 9 tháng 10 ngày ở trong bụng mẹ thì cái hệ miễn dịch nó dần dần nó được củng cố. Do đó đó là khi mà ra đời thì càng ngày do cái sự tiếp xúc của chúng ta đối với là môi trường thế giới bên ngoài, và chúng ta bắt đầu tiếp cận với những cái vấn đề về tiêm ngừa ngay rất là sớm, ví dụ là tiêm ngừa lao từ ngày thứ 3 sau sinh, thì chúng ta sẽ dần dần hình thành hơn những cái hệ miễn dịch do quá trình mà chúng ta trải nghiệm cái cuộc sống này. Do đó là chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều những cái người mà muốn có sức khỏe từ năm họ đã rèn luyện sức khỏe từ rất là trẻ, và tôi thấy là có rất là nhiều bạn khi mà đi tập thể dục buổi chiều ở trong công viên hoặc là tập gym vân vân thì các bạn rất là cố gắng, thì đây là cách mà rất là tốt để mà chúng ta có thể bảo vệ cơ thể chống lại cái sự xâm nhập những cái tác nhân có hại bên mình, cho dù là virus, vi khuẩn, nấm hay là những yếu tố gây bệnh khác. Nào, bây giờ chúng ta cùng đi lại về cái các hàng rào miễn dịch của cơ thể của chúng ta. Hàng rào thứ nhất, hay còn gọi là lớp thứ nhất để mà che chắn chúng ta, đó là một cái hệ thống da niêm của chúng ta. Và da niêm của chúng ta, đó là những cái yếu tố vật lý, da niêm hay là biểu mô. Chúng ta có thể phân biệt, có một số tài liệu thì sẽ phân biệt da niêm và cái biểu mô. Phân biệt như thế nào? Đầu tiên đó là hệ thống da chúng ta, nó là một cái hàng rào chắc chắn. Do đó khi mà da chúng ta bị tổn thương thì nó cũng sẽ làm cho cái cơ thể chúng ta dễ bị nhiễm những cái loại bệnh. Và đặc biệt đó là cái con virus này nó sẽ dính lên trên da của chúng ta, rồi thông qua một cái cửa ngõ vô cùng quan trọng, đó là miệng và mũi của chúng ta, cũng như là có thể là qua giác mạc của chúng ta để mà tấn công vào sâu bên trong của cơ thể. Bây giờ chúng ta nhìn lại, lông mũi
Đầu tiên là mũi, thì lông mũi và những cái lông mao ở trên mũi chúng ta, cũng như là những khi ta những cái chất nhầy ở trong cái cổ họng của chúng ta, cùng với là cái nước bọt của chúng ta, cái nước bọt nó có rất là nhiều những cái nước bọt ở trong khoang miệng của chúng ta, và nó những cái chất này nó sẽ bắt đầu là khởi một cái tác dụng rất là lớn để mà nó có thể tiết ra những cái chất đàm, chất nhầy và khiến cho chúng ta có thể hỉ, có thể khạc ra ngoài. Nên cái động tác mà chảy nước mũi hay là hỉ khạc ra ngoài chúng ta rất là thường thấy khi mà chúng ta bắt đầu bị cúm. Và một cái yếu tố thứ hai đó là yếu tố hóa học. Thì những cái yếu tố về bạch cầu cũng như là những cái yếu tố về bền cái thành mạch máu của chúng ta ở cái vùng niêm mạc mũi nó cũng rất là mỏng. Do đó là nó có thể là chứa đựng những cái chất kháng thể để mà có thể cùng với lại nước bọt, cùng với lại cái nước mũi thì nó sẽ hòa tan cũng như là nó kết dính những cái con virus đầu tiên mà bám vào trong cái cổ họng hay là trong cái niêm mạc mũi của chúng ta. Đó là cái yếu tố hóa học, là dịch tiết của cơ thể. Nhưng mà có một cái yếu tố thứ ba, đó là những cái yếu tố sinh học. Đó là những cái sinh vật có lợi, có thể là những cái sinh vật có trên mặt da của chúng ta. Độ pH thích hợp nhất ở trên mặt da của chúng ta là 5.5. Do đó là khi mà ở cái độ pH này, chúng ta chọn lựa được những cái sản phẩm để mà chúng ta chăm sóc cho cái độ pH này nó bền vững, thì nó sẽ làm cho cái hệ vi khuẩn có lợi ở trên bề mặt da chúng ta rất là tốt. Tương tự như vậy, ở trong đường tiêu hóa của chúng ta, thì luôn luôn có một cái hệ vi khuẩn song song tồn tại, người ta gọi là lợi khuẩn, hay còn gọi là probiotic. Thì những cái con lợi khuẩn này, nó là hàng tỷ tỷ con mỗi một ngày, nó sẽ chiến đấu cùng với những cái yếu tố bất lợi và những cái yếu tố con hại khuẩn nó xâm nhập vào trong đường tiêu hóa của chúng ta. Những cái con lợi khuẩn ở trong đường tiêu hóa của chúng ta nó có thể chiếm đến 70% so với là cái tổng cái lượng tế bào miễn dịch của chúng ta tiết ra. Do đó là cái việc mà bảo vệ những cái con lợi khuẩn ở trong đường ruột cũng là một trong những cái điều mà chúng ta rất là quan tâm khi mà chúng ta nói tới cái yếu tố về da niêm. Nhưng mà khi mà đi vào trong cái lớp biểu mô sâu bên trong, ví dụ như là con COVID này, nó sẽ đi sâu vào trong cái niêm mạc phổi của chúng ta, đi vào sâu ở trong phế nang của chúng ta, thì ở trên khí quản, ở trên phế quản của chúng ta nó sẽ có những cái tế bào lông chuyển. Tế bào lông chuyển nó sẽ phe phẩy liên tục theo từng cái nhịp thở của chúng ta. Do đó cái động tác thở hít và thở ra chúng ta nó có hiệu quả, thở sâu, tập thở thì nó sẽ giúp cho tống xuất những cái con virus này một cách dễ dàng hơn, bởi vì những cái tế bào lông chuyển này nó sẽ tiết ra một cái chất tức là interferon. Đây là một trong những cái chất kháng thể rất là mạnh nhưng mà nó không đặc hiệu để mà nó có thể loại bỏ gần hết những cái con vi khuẩn. Khi mà những cái con vi khuẩn nó lại tiếp tục không có bị loại trừ hết. Ví dụ như là ở những cái người bị suy dinh dưỡng, những người bị bệnh nền, những người mà bị mắc những cái bệnh lý mãn tính nào đó, họ không ho khạc được chẳng hạn. Thì con virus nó sẽ tấn công vô sâu vào ở trong máu của chúng ta và nó phải gặp phải một cái lớp mạnh mẽ hơn, đó là cái lớp miễn dịch thứ hai. Lớp miễn dịch thứ hai này đó là những cái tế bào bạch cầu đa nhân, bạch cầu đơn nhân. Và bạch cầu đa nhân hay là đơn nhân nó tùy theo là cái con virus này nó là một cái con mà tiết ra axit hay là tiết ra cái chất kiềm, thì nó sẽ kích hoạt những cái bạch cầu đa nhân trung tính hay là những cái bạch cầu đơn nhân. Nhưng mà điều quan trọng nhất đó là những cái con đại thực bào hay là macrocyte. Những cái con đại thực bào này nó vốn là nó sẽ nằm ở trên thành mạch máu của chúng ta, nó sẽ nằm ở trên những cái cơ quan ở đường hô hấp của chúng ta ở cái đoạn sâu rất là nhiều. Do đó là những cái con đại thực bào này nó là những cái trạm giống như là những cái đồn biên phòng đại tổng quản về bạch cầu để mà có thể tiêu diệt những cái con virus hay là những cái yếu tố gây bệnh, thậm chí là những cái yếu tố gây bệnh bằng nó hoặc là lớn hơn nó. Nhưng mà có một cái loại tế bào nó gọi là natural killer cell, đó là tế bào NK. Đây là những cái tế bào diệt tự nhiên, thì nó lại giúp cho chúng ta tiết ra rất là nhiều những cái interferon, mặc dù là nó không đặc hiệu, nhưng mà với cái nồng độ kháng thể tự nhiên này ở lớp 1 và lớp 2, gần như là 100% nó sẽ chặn đứng những yếu tố gây bệnh đối với một cái người bình thường có một cái miễn dịch tốt, hoặc là xây dựng được một cái hệ miễn dịch tốt.
Còn ở những một số người khác thì cái con virus đó là tiếp tục tấn công vào sâu hơn. Thì lúc đó đó, một mặt là những cái tế bào của miễn dịch của lớp 2, ví dụ như là bạch cầu, đại thực bào, NK cell, nó vừa là tiêu diệt, nhưng mà nó vừa là báo cho cái hệ thống lớp thứ 3 này, đó là tế bào lympho bào B và tế bào lympho bào T. Tế bào lympho bào B vốn là nó không đặc hiệu, vốn là nó chỉ có sinh ra kháng thể thôi, tức là nó sinh ra những cái để mà chống lại cái con virus này. Bản thân của cái con virus này, nó là một những cái cấu tạo của nó đa phần là protein. Thành ra cái lực lượng kháng thể của lympho bào B cần thiết, nó có phải có một cái nguyên liệu là những cái protein, và nó dùng cái nguyên liệu đó mà chúng ta nạp vào qua cái chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nó sẽ sử dụng để nó sẽ tạo ra những cái kháng thể, ví dụ như là IgM, IgG, IgE, và đặc biệt đó là cái lượng kháng thể IgE. Còn lympho bào T là sao ạ? Cũng giống như là lympho bào B, là nó ghi nhớ được cái gương mặt của cái con virus. Thì lympho bào T nó sẽ hỗ trợ để nó tiêu diệt luôn cả những cái tế bào mà bị bệnh. Tức là virus, cho dù là nó có thể ăn hư cái tế bào đó, thì lympho bào T nó sẽ tiêu diệt những cái tế bào đó. Do đó chúng ta thấy là cơ thể chúng ta nó là diệu kỳ, từ lớp thứ nhất tới lớp thứ hai tới lớp thứ ba, ấy thế mà vẫn có người bị lủng ba cả ba lớp này, đúng không ạ? Do đó thì chúng ta cần phải nhìn nhận lại, thực ra đây là cái phần rất là chính yếu của trong cơ thể chúng ta, trong bất kỳ một cái biện pháp là phòng bệnh nào, bất kỳ trong một cái giai đoạn nào của cơ thể của chúng ta, cho dù bạn là sơ sinh hay là một cái người mà rất là già, thì nó đều cần có ba cái lớp này. Nhưng mà chúng ta quên, và chúng ta chỉ thường thường là tác động vô một cái lớp thứ ba, đó là gì ạ? Vaccine để kích hoạt lympho bào B và lympho bào T, tạo ra liền cho chúng ta một cái kháng thể. Coi như đây là chúng ta đi vào một cái phần chớp của một cái tảng băng. Còn cái phần chìm của tảng băng đó là cái nguyên vật liệu mà để củng cố cái lớp thứ hai, lớp thứ nhất, và kể cả cái nguyên vật liệu để chuẩn bị cho cái lớp thứ ba để mà có thể tấn công virus. Do đó cái vấn đề và chủ đề ngày hôm nay về dinh dưỡng và dinh dưỡng chuyên sâu nó cực kỳ là quan trọng đối với chúng ta. Vậy thì bây giờ mình nhìn lại trong cái chế độ ăn hàng ngày của mình. Nào, chúng ta hãy xem thôi coi hàng ngày chúng ta đã ăn cái gì và nó tham gia vào trong hệ miễn dịch của mình như thế nào. Tôi sẽ điểm danh qua những cái chất mà có liên quan hệ miễn dịch của chúng ta. Điều đầu tiên, chất đầu tiên đó là protein. Protein nó đi từ các chất đạm, ví dụ như là thịt, cá, sữa, và những cái loại đạm từ thực vật như là các loại đậu đỗ. Công dụng của những cái loại protein này là gì ạ? Khi mà vào cơ thể qua cái hệ thống tiêu hóa thì nó sẽ biến thành một cái thành phần nhỏ nhất của nó để nó có thể thấm vào trong cái màng nhung mao của ruột để vào trong máu. Nó gọi là acid amin. Và công dụng của nó đó là thành phần nền tảng để mà cấu tạo nên những cái tế bào của cơ thể nói chung và tế bào miễn dịch nói riêng, và tham gia vào thành phần để tạo nên những cái IgM, IgA, IgE là những cái kháng thể đặc hiệu, cũng như là những cái interferon là những cái kháng thể không đặc hiệu. Do đó protein là một trong những chất mà rất là quan trọng cho chúng ta. Và ngoài ra thì protein nó còn tham gia vào cái việc là sửa chữa những cái lỗi lầm trong cái quá trình mà chúng phát triển cơ thể, cũng như là cuộc đấu tranh giữa cơ thể con người với là vi khuẩn. Nó tạo ra hồng cầu để giúp cho chúng ta có thể chuyên chở oxy tới những cái tế bào. Nó tạo ra cho chúng ta những cái enzyme, những cái hormone để mà có thể điều hòa được cái sự sống này qua những cái nội cơ chế bên trong cơ thể rất là phức tạp. Do đó protein là một trong những cái chất mà người ta mệnh danh rằng ở đâu có protein thì ở đó có sự sống. Và ngày hôm nay thì về cái hệ miễn dịch thì chúng ta rất là cần cái chất này. Điều thứ hai đó là vitamin A, hay còn gọi là beta carotene. Tại sao tôi lại nói là beta carotene? Bởi vì vitamin A nó luôn luôn tồn tại ở trong thiên nhiên dưới dạng hai dạng, đó là alpha carotene hay là retinol, và beta carotene. Thì riêng về cái dạng beta carotene là một cái dạng duy nhất mà nó có thể tồn tích trữ được ở trong gan. Chính vì thế mà khi mà chúng ta ăn vào trong cơ thể những cái beta carotene thì cơ thể chúng ta nó thiếu thì nó sẽ nó xài, còn khi mà nó dư thì nó sẽ dự trữ lại ở trong gan, khiến là chúng ta không lúc nào thiếu.
Vậy thì thành phần mà có thể cung cấp cho beta carotene đó là gì? Đó là đu đủ, cà rốt, khoai lang, bí ngô, cà, xoài, gấc, bông cải xanh, rau cải, cải bó xôi, v.v. Nào, các bạn hãy điểm danh lại thử xem trong tuần lễ qua mình đã ăn bao nhiêu những cái loại thực phẩm như thế này. Các bạn cũng có thể đánh vào khung chat xem nếu mà các bạn nào đã ăn đầy đủ những cái chất này, hãy đánh chữ tôi và các bạn cho tôi biết đi. Các bạn còn ở đây không ạ? Các bạn còn đây 100% không ạ? Vâng, tôi thấy rất là nhiều chữ tôi rồi ha. Rồi, bây giờ chúng ta thấy là vai trò của beta-carotene là làm gì? Nó là duy trì cái sự toàn vẹn của lớp niêm mạc ở đường hô hấp của chúng ta. Da và niêm chúng ta đều rất là cần những cái vitamin A. Đặc biệt là cái vitamin A beta-carotene này, nó làm xe kích cái lỗ chân lông, khiến cho cái sự xâm nhập ngay ở đường da nó cũng đã khó khăn rồi. Và nó chống viêm quanh những cái lỗ chân lông của chúng ta. Còn ở trong đường hô hấp của chúng ta, nó bảo vệ cái lớp niêm mạc, ví dụ như là giác mạc của chúng ta, hay là cái lớp niêm mạc ở trong phế nang của chúng ta, nó trở nên là nó vững chắc cùng với là vitamin D. Và khi mà nó đầy đủ cái lớp màng sinh vật tăng, nó sẽ vững chắc. Màng sinh vật tăng là một cái màng mà nó cấu tạo để làm ở trong các cái phế nang để mà nó trao đổi oxy giữa khí trời với lại máu của chúng ta. Vitamin C, mùa dịch này có phải là rất là nhiều bạn chúng ta đang nhắc về vitamin C đúng không ạ? Tôi biết rằng bạn đang rất là tập trung vào cái vitamin C này. Thế thì vitamin C nó có bao nhiêu những cái vai trò trong cái hệ miễn dịch của chúng ta? Tôi giả sử đây là vitamin C, đây là độc chất và đây là cái cơ thể của chúng ta. Thì khi mà con virus nó muốn xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, muốn đi đường con đường từ đây sang đây, thì nó phải đi ngang qua vitamin C. Vitamin C sẽ nhào lại và ôm chặt lấy con virus và nó nói rằng mày đừng có tấn công ông chủ tao, mày hãy tấn công tao này, và trở thành những cái người lính cảm tử bom liều chết. Do đó đó, có một số bạn gợi ý về vitamin C tươi có thể nhỏ vào cái niêm mạc mũi, thì điều đó nó cũng rất là tốt, bởi vì cái lớp niêm mạc mũi của ta, cái mạch máu nó ở rất là nông. Và một cái điều nữa là chúng ta có thể uống vitamin C. Thế thì vitamin C có ở đâu? Vitamin C rất là nhiều ở trong những cái rau củ quả của cái xứ nhiệt đới của chúng ta, ví dụ như là cam, quýt, bưởi, ổi, đu đủ, xoài, táo, nho, kiwi, cà chua, súp lơ. Nhưng mà đặc biệt có một số cái loại rau mà nó cũng chứa rất là nhiều những cái vitamin C mà chúng ta lại không biết bởi vì nó ngọt. Ví dụ là rau bùn ngót nè, rau chân vịt nè, ớt chuông nè, củ cải nè. Đó là những cái loại mà không chua tí xíu nào, đúng không ạ? Thành ra cái định nghĩa là vitamin C phải chua, chúng ta cần xem lại cái định nghĩa này. Và vitamin C, cái vai trò của nó ngoài cái việc là nó sẽ là một cái anh chàng cảm tử như vậy, thì nó còn là một cái yếu tố để mà giảm cái triệu chứng viêm ở trong cơ thể của chúng ta. Nó là một cái thành phần rất là quan trọng để cấu tạo nên cái mạch cầu của chúng ta, cấu tạo nên cái tế bào, giúp cho tế bào lympho bào B và lympho bào T tạo ra cái lượng kháng thể nhanh hơn và tốc độ hơn. Đặc biệt nhất là đối với cái trường hợp mà chúng ta chuẩn bị đi tiêm ngừa hoặc là vừa mới xong tiêm ngừa. Một cái chất dinh dưỡng tiếp theo mà chúng ta cũng thừa hưởng bởi vì chúng ta đang ở xứ nhiệt đới, đó là vitamin D. Vitamin D sẽ kích hoạt cái hệ thống miễn dịch của chúng ta cùng với vitamin A khi mà nó bảo vệ cái lớp sinh vật tăng ở trong cái màng phế nang mô mạch. Nhưng mà một mặt khác, nó còn hỗ trợ cái miệng, hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ tuần hoàn và thần kinh. Do đó, mỗi một ngày chúng ta hãy bước ra ngoài nắng 15 đến 30 phút mỗi ngày. Có thể là bạn nói với tôi rằng thời gian giãn cách này làm gì có nắng, đúng không ạ? Nhưng mà hãy mở cửa sổ đi bạn, hãy dẹp những cái vật dư thừa để cho nắng nó len vào trong nhà của bạn, nắng nó len vào trong ban công của bạn, và các bạn có thể là ngồi đọc sách ở tại đó. Thì 15-30 phút mỗi ngày chúng ta cũng có thể tổng hợp được một cái lượng vitamin D cho cơ thể của chúng ta. Vì da của chúng ta nó có sẵn những cái vitamin D3, đây là một cái tiền tố vitamin D, và nó sẽ khi dưới tác động của ánh nắng thì nó sẽ giúp cho chúng ta biến thành vitamin D4, là một cái dạng mà chúng ta có thể có lợi cho hệ thống miễn dịch của mình. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tìm được
cái dạng cung cấp vitamin D ở những cái trứng, cá và các loại thực phẩm bổ sung vitamin D khác. Một cái vitamin tiếp theo đó là vitamin E. Nào, bây giờ chúng ta hay nghe nói về vitamin E trong trường hợp nào ạ? Các bạn thường là nghe nói vitamin E trong trường hợp nào ạ? Chống lão hóa này, làm đẹp da này. Quả thật, điều các bạn nói là rất là đúng. Bởi vì đây là một cái tế bào, và vitamin E nó giống như là một cái lưới, nó chụp lên cái tế bào. Cùng với lại omega 3 thì vitamin E nó đóng cái vai trò này, và nó trở nên cái màng thành tế bào chúng ta, nó trở nên nó vững chắc, nó thành một cái màng tế bào, một màng bán thấm. Màng bán thấm có nghĩa là gì ạ? Nó cho những cái chất mà đẳng điện với nó đi vào, cùng với dòng điện của nó, cùng với cái điện tích của nó đi vào, và những chất mà không cùng điện tích với nó, ở đây là virus, không đi vào. Nên nó có thể là cho cơ thể chúng ta, tế bào chúng ta nó vẫn có dưỡng chất, nhưng mà nó loại trừ, cũng như là ngăn ngừa, ngăn chặn cái COVID khi mà COVID xâm nhập vào thành tế bào của chúng ta. Do đó cái vai trò của vitamin E nó rất là quan trọng trong cái hệ miễn dịch của chúng ta. Nó hỗ trợ cho hoạt động của tế bào như vậy, và còn hỗ trợ cho cái hệ kháng thể của chúng ta nói chung nữa. Và chúng ta có thể tìm thấy vitamin E ở đâu ạ? Ở các cái loại dầu thực vật, các cái loại hạt như là hạt hướng dương nè, các hạt từ đậu nành nè, lúa mì nè, cá đổ nè, rau mầm nè, rau chân vịt nè. Cho tôi hỏi các bạn, trong cái thời gian mà chuẩn bị áp dụng cái chế độ 16, các bạn đi siêu thị, các bạn có mua các cái loại hạt hướng dương hay là lúa mì hay là đậu nành hay là giá đổ mà các anh chị có thể để qua nhiều ngày như vậy được hay không ạ? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Do đó cái việc mà chúng ta xem xét coi là thực ra những cái chế độ ăn bổ sung nó phải bù vào trong cái chế độ này để có đủ cái lượng vitamin E tăng cường cái hệ miễn dịch cho chúng ta. Một cái yếu tố tiếp theo, một cái chất khoáng cực kỳ quan trọng đối với cơ thể của chúng ta, đó là selen. Selen hay là selenium là một cái yếu tố để nó tăng cường cái hệ miễn dịch của chúng ta, nó chống lại các cái tác nhân oxy hóa, mặc dù một cái lượng nó cần không có nhiều, nhưng mà bằng cái việc là chúng ta ăn những cái phủ tạng, những cái loại thịt, cá, hải sản, trứng và những cái loại đậu hạt, thì chúng ta có thể bổ sung được một cái lượng selen, làm cho cái cơ thể chúng ta, cái hệ miễn dịch nó thêm hoàn chỉnh. Nó giống như là cái gì ạ? Nó giống như là một cái nồi canh chua, để mà ngon, để mà thơm bát ngát, thì chúng ta cần có một tí bạc hà, một tí giá đỗ, một tí cá, một tí ớt, một tí rau ngò, rau thơm, đúng không ạ? Thì tất cả những cái chất này mỗi một chút chút, khi mà chúng ta cung cấp được đầy đủ sự hiện diện của nó, thì nó sẽ hợp đồng tác dụng cùng với nhau để mà tăng cường cái miễn dịch cho chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi tới một cái yếu tố sắt và kẽm. Người ta hay nói về kẽm khi mà những đứa bé nó biếng ăn, khi mà những người già không còn cái gai lưỡi nữa, họ không thích ăn. Nhưng mà chúng ta sực nhớ một điều, đó là gì ạ? Trong cái hoạt động về miễn dịch thì kẽm nó sẽ giúp cho duy trì hoạt động bình thường của cái hệ miễn dịch của chúng ta. Nào, chúng ta còn nhớ lại cái bước cái mức độ bệnh trung bình không ạ? Mức độ bệnh trung bình là người bệnh sẽ bị mất mùi vị, có thể ngửi không thấy mùi hoặc là ăn không thấy vị, khiến cái miếng đồ ăn nó không còn ngon nữa. Và chúng ta lại biết là vì sao con nít nó lại thích ăn thịt nướng, đúng không ạ? Là vì ở trong các cái nội tạng động vật, trong các loại thịt đỏ đó, khi mà nướng lên thì nó sẽ phóng thích ra cái chất kẽm, và nó chạm vào cái gai lưỡi của em bé, và từ đó nó gây nên một cái bản đồ vị giác, mà nó cảm thấy đến rất là nhớ cái miếng thịt nướng này. Do đó chúng ta thấy là tại sao người lớn hay trẻ con đều thích ăn thịt nướng, nhưng mà cái vấn đề miếng thịt đó nó không quan trọng, là bởi vì bây giờ chúng ta cũng không nên ăn nội tạng động vật nhiều. Nội tạng động vật thì nó lại có chứa rất là nhiều những cái cholesterol, hoặc là bây giờ không khéo thì là bị ngộ độc thực phẩm do những cái chúng ta không kiểm soát được, đúng không ạ? Do đó thời buổi cách ly như thế này, để gọi ăn hải sản, ăn hàu, ăn sò, ăn trai hay là những cái loại thịt đỏ, thì đôi khi nó là một cái câu chuyện chúng ta nói với nhau để biết, chứ còn thực sự đi tìm để đầy đủ thì đây là một cái vấn nạn của chúng ta trong cái thời buổi giãn cách bây giờ. Bây giờ chúng ta sang một cái yếu tố tiếp theo, đó là những cái yếu tố rất là quan trọng đến từ dầu cá, dầu gan cá, cá mồi, cá hồi, cá ba sa, cá bơm, cá trích. Tôi đi về ở giá Kiên Giang và tôi rất là thích cái gỏi cá trích, bởi vì những cái con cá trích nó còn sống. Và khi mà người ta vớt lên, những cái cửa hàng người ta vớt lên và người ta làm sạch cái vỉa gỏi, dĩa gỏi cho mình. Bởi vì sao ạ?
trong trong cá trích, trong cá hồi, trong cá ba sa thì nó chứa rất là nhiều những cái dầu cá có omega 3. Omega 3 là một cái hợp chất nó bao gồm EPA và DHA. Đây là một trong những cái điều mà người ta rất là hiệu quả trong cái vấn đề là chống viêm và cải thiện cái hệ miễn dịch. Ngày xưa người ta chỉ nghĩ là cao huyết áp thì mới dùng cái omega 3. Nhưng mà thực sự ngày hôm nay đã rất là khác. Omega 3 được dùng hàng ngày, đặc biệt là ở trong cái bệnh lý về COVID này, thì omega 3 nó sẽ giúp cho tăng cường cái năng lượng trong mọi ngày của chúng ta, cũng như là nó chống viêm ở những cái phản ứng viêm do cái con virus nó gặp cái hệ miễn dịch chúng ta gây ra. Điều tiếp theo đó là một cái dưỡng chất thực vật mang tên là flavonic. Flavonic là một trong những cái nhóm dưỡng chất thực vật rất là mạnh mẽ mà ngày nay người ta được đề cập nhiều ở trong cái hệ thống miễn dịch của chúng ta. Nó có ở trong rất là nhiều những cái loại rau gia vị như là húng chanh nè, tí tô nè, súp lơ nè, cải xanh nè, cà xanh nè, gừng, tỏi, nghệ và các cái loại rau lá màu xanh khác. Thì cái sự hiện diện của flavonic này nó sẽ giúp cho tăng cái khả năng chống oxy hóa và tăng cường miễn dịch của cơ thể. Nó là những cái chất mà giúp cho cái phản ứng lên bông, có nghĩa là nó làm bong tróc cái con COVID ra và giúp cho phơi nhiễm cái con COVID, nó dễ nhận dạng hơn, cái hệ miễn dịch dễ nhận dạng hơn khi mà có những cái yếu tố lạ xâm nhập vào cơ thể, và ở đây là con COVID. Sang một cái lĩnh vực khác đó là những cái vitamin. Vừa rồi thì chúng ta nghe nói một số cái vitamin, một số cái chất khoáng về omega 3. Thì chúng ta còn nhớ gì không ạ? Có quá nhiều chất mà cần thiết cho cái hệ miễn dịch của chúng ta vào lúc này. Và chúng ta có thể kiếm được rất là nhiều những loại thức ăn khác nhau có thể thỏa mãn được cái nhu cầu về hệ miễn dịch của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Đầu tiên đó là thiamine hay là vitamin B1. Đây là một trong những cái vitamin mà giúp cho tăng cường cái hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta như thế nào các bạn biết không ạ? Nó giúp cho tế bào nhận được oxy tốt hơn, bởi vì tế bào của chúng ta sẽ bị thiếu oxy ở giai đoạn 2 và giai đoạn 3, tức là tầng 2 và tầng 3 trong cái tháp điều trị. Do đó là vitamin B1, thậm chí là dùng những cái vitamin B1 liều cao ở trong cái phác đồ điều trị của Bộ Y tế nói chung là rất là quan trọng, mà đề cập tới trong cái nhu cầu hàng ngày của chúng ta, cũng như là ở trong những giai đoạn bệnh ở tầng 2 và tầng 3. Còn vitamin B6 thì ở đâu à? Vitamin B6 thì nó sẽ giúp duy trì tốt cái khả năng đáp ứng miễn dịch và tham gia sản xuất kháng thể của chúng ta. Nhưng mà tôi nói có một cái câu chuyện cũng khá là ấn tượng đối với lại tôi như thế này. Đó là cách đây 34 năm trước, khi mà tôi về cái vùng đất này để mà tôi ở tập thể và tôi ở chung một cái chung cư, thì mỗi buổi sáng cái chị đó chỉ cứ là dậy và nấu hủ tiếu để bán cho cái chồng sớm, nhưng mà chồng và con không dậy để phụ trợ cho chị đó. Và chị đó bắt đầu là rất là cáu gắt và ngay nào cũng la hét, cũng la chồng la con hết. Và cái nhà của cấp 4 của cái thời đó thì nó tiếng ra nó rất là vang vọng. Do đó đó là tôi cảm thấy có một cái điều tôi nhiều khi tôi suy nghĩ hơi nức cười, đó là bởi vì tôi không có liên quan tới cái chị đó. Tôi cũng không phải là chồng, là con, là anh em gì của cái chị đó. Nhưng mà ngày nào tôi cũng nghe chữ như vậy. Nhưng mà khi mà tìm hiểu sâu hơn về cái vitamin B, đặc biệt là vitamin B1, B2, B3, B6, thì tôi biết được một cái điều đó là gì. Bởi vì cái chị này thiếu vitamin. Vitamin B nói chung và đặc biệt là cái nhóm vitamin tôi kể, đó là những cái vitamin tình cảm, khiến là cho con người ta có thể kiểm soát cảm xúc một cách dễ dàng hơn. Và đặc biệt trong cái giai đoạn này, cái việc kiểm soát cảm xúc để có một cái tư duy tích cực, chúng ta nhìn bức tranh về tương lai và cái kỳ vọng của chúng ta trong cái trận đại dịch này, trong cái cơ hội làm ăn của chúng ta, việc học hành của con cái chúng ta sắp đến, chúng ta sẽ có những cái màu sắc tích cực hơn. Đó là cái vai trò của vitamin nhóm B trong cái hệ miễn dịch. Còn vitamin B9 và vitamin B12, hay là còn gọi là cyanocobalamin, những cái vitamin này nó sẽ hỗ trợ cái quá trình sản sinh và biệt hóa những cái tế bào miễn dịch của chúng ta. Vì những cái vitamin này nó biệt hóa những cái tế bào miễn dịch, do đó nó rất là cần cho cái tế bào lympho của chúng ta. Và cái nhóm thức ăn mà cần thiết cho cái vitamin này đó là mầm lúa, gan, men bia, những cái loại rau như măng tây, cải xoăn, rau xanh, hay là những loại thức ăn động vật mà giàu vitamin B12 như là thịt cá, da
sữa bò, gan, vân vân. À, lại là một rất là nhiều những cái món ăn, thức ăn mà chúng ta bây giờ ngồi nhìn thôi, à, tưởng tượng thôi là đã cảm thấy rất là thú vị rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp một cái yếu tố mà hồi nãy tôi đã nói, quyết định 70% cái hệ thống miễn dịch của chúng ta, đó là probiotic. Nào, probiotic hay là lợi khuẩn, nó có tác dụng như thế nào? Thứ nhất, nó tăng cường, nó giết những cái con hại khuẩn. À, có thể là những cái yếu tố gây bệnh khác, cũng như là cái COVID, nó có thể nó cũng trôi vào đường tiêu hóa lắm chứ, vân vân. Do đó là cái probiotic, nó là những cái yếu tố bảo vệ cái lớp niêm mạc ruột của chúng ta. À, trước khi thức ăn được đi vào máu, thì nó cần phải có một cái hệ thống bảo vệ và cảnh báo cũng như là báo nguy cho cơ thể chúng ta. Đó là những cái con lợi khuẩn, nó sẽ góp phần rất là quan trọng trong cái việc này. Và chính vì thế nó sẽ hỗ trợ tăng cường cái hệ miễn dịch của cơ thể của chúng ta. Những cái loại thức ăn, ví dụ như là sữa chua, đậu tương lên men hay là phô mai, đây là những cái loại thức ăn mà nó có chứa rất là nhiều cái probiotic. À, nhưng mà khi chúng ta có cái probiotic thì chúng ta nên nhớ là mỗi một ngày thì cơ thể chúng ta nó có một cái tỷ lệ hao hụt trung bình của những cái con lợi khuẩn tầm khoảng là 6 đến 12 tỷ con. Tùy theo cái chế độ ăn của chúng ta hoặc là những cái yếu tố ngoại cảnh bất lợi khác, nó có thể bị hư hao 6 đến 12 tỷ con. Và đó, cái việc khôn ngoan nhất là mỗi một ngày chúng ta hãy gia nhập đúng vào cái số đó bằng đường uống cho cơ thể của chúng ta, đường ruột chúng ta nó trở nên khỏe mạnh và hệ miễn dịch của chúng ta nó cũng sẽ tốt. Như vậy thì chúng ta có nhiều, rất là nhiều những cái chất để làm gì ạ? Để cho chúng ta biết rằng ở trong thiên nhiên vốn chứa rất là nhiều những cái nguồn thực phẩm, những cái nguồn dinh dưỡng phong phú, và những cái nguồn thực phẩm dinh dưỡng phong phú đó nó sẽ cung cấp cho cái hệ miễn dịch của chúng ta. Do đó cái điều khôn ngoan nhất đó là dựa vào thiên nhiên. Và một cái nguyên tắc dinh dưỡng để mà có một cái hệ miễn dịch khỏe mạnh thì chúng ta luôn luôn nhớ là Bộ Y tế của chúng ta luôn khuyên mọi người rằng hãy nhìn theo cái tháp dinh dưỡng hàng ngày để chúng ta có thể tạo cho mình một cái cơ thể khỏe mạnh và cân đối. Nào, bây giờ chúng ta nhìn lại cái tháp dinh dưỡng ở phía bên tay phải của chúng tôi thì chúng ta thấy điều gì ạ? Điều đầu tiên là những cái gì ở trên đỉnh tháp chúng ta phải ăn ít và những cái gì ở dưới chân tháp chúng ta phải chú ý để mà chúng ta có thể ăn nhiều hơn. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ thấy là mỗi buổi sáng thường xuyên là bạn thức dậy lúc mấy giờ? Có nhiều người nói là thức dậy sớm để thành công, nhưng mà thức dậy sớm để mà chat Facebook thì không phải là để thành công, đúng không nào? Do đó chúng ta thấy là thức dậy sớm để tập thể dục, thức dậy sớm để mà chuẩn bị cho một cái ngày mới, cơ thể chúng ta có một cái sự tốt nhất. Do đó tôi hay nói một câu vui, đó là gì? Trước khi mà bạn làm cái điều khác để có ích cho xã hội, hãy làm một cái điều có ích cho bản thân. Bạn hãy hoàn thành cái nhiệm vụ đối với lại bản thân mình, đó là tập thể dục. Bởi vì buổi sáng mà bạn trì hoãn, rất có thể buổi chiều một cái cơn mưa, một cái cuộc hẹn sẽ làm đánh bay đi việc tập thể dục của bạn. Do đó cái việc mà tập thể dục hàng ngày là chúng ta rất là nên liên kết cùng với nhau để xây dựng cái cộng đồng chuyên cần tập thể dục mỗi ngày để có một cái sức khỏe nền tảng. Điều thứ hai, chúng ta thấy những cái nhóm thực phẩm từ các cái loại tinh bột thì mỗi một ngày, ví dụ như là bánh phở nè, cam nè, bánh phở nè, rồi hủ tiếu nè, rồi cơm nè, tất cả những cái này thì mỗi một ngày chúng ta ăn khoảng là 400g. 400 gram có nghĩa là chưa đầy nửa ký, mà chúng ta có thể cung cấp cái nguồn glucose, năng lượng cho cái cơ thể của chúng ta trong cái hoạt động chuyển hóa. Nhưng mà khi mà chúng ta nạp cái vitamin, nạp tinh bột bột đường này, thì chúng ta nên nhớ rằng để chuyển hóa cái chất bột đường này trở thành những cái vật chất có lợi cho cơ thể, luôn luôn cơ thể chúng ta phải chia ra cho nó một cái lượng vitamin B đáng kể. Do đó cái việc mà bù vitamin B khi mà chúng ta ăn tinh bột, có thói quen ăn tinh bột nhiều, thì chúng ta nên lưu ý cái điều này, đặc biệt là trong cái mùa này. Điều một cái phía trên thì Bộ Y tế khuyên chúng ta là mỗi ngày có thể ăn từ 3 đến 5 cái khẩu phần, mỗi khẩu phần là 100 gram rau xanh hoặc là 220 gram rau củ quả đủ các màu sắc, xanh, đỏ, vàng, cam, tím, trắng. Rồi chúng ta là chọn đa dạng cái loại
cái loại phẩm rau củ quả như thế, thì mình cộng lại mình sẽ thấy là mỗi một ngày chúng ta cần phải ăn một cái lượng rau củ quả nó chiếm khoảng 500 gram tới 700 gram đúng không ạ? Như vậy thì nó nhiều hơn 400 gram. Nhiều hơn 400 gram. Có nghĩa là thực ra là những cái loại từ thực vật, từ rau củ quả, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cần một cái lượng nhiều hơn để nó cung cấp trong cái bản đồ về tháp dinh dưỡng của chúng ta. Và tôi lại chợt nghĩ ra một cái điều, một cái thế rất là tuyệt vời, điều rất là tuyệt vời ở đây là chúng ta rất là cần những cái khoáng chất đã nêu ở trên, nhưng mà kẽm, sắt hay là selen nó nằm ở đâu ? Nó nằm ở trong đất. Khi mà nó nằm nhiều hơn ở trong đất, hoặc là những cái chất dinh dưỡng nó nằm ở trong đất, thì chúng ta thấy là chúng không thể ăn đất được. Đây là một cái điều rất là bình thường, chúng ta không thể ăn đất được. Do đó chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện là gì ? Cây nó sẽ có cái bộ rễ, và cái bộ rễ đó nó sẽ tiết ra những cái men để mà nó hòa tan những cái chất khoáng, và nó hút lên trên người của chúng ta, hút lên trên cái cây. Và chúng ta, khi chúng ta ăn được những cái loại thực vật, những cái loại cây cỏ đó, thì chúng ta cũng thụ hưởng được luôn một cái dạng vitamin hay là một cái dạng khoáng chất rất là tốt từ các cái loại thực vật của chúng ta. Tại vì 90% trở lên những cái vitamin đều cũng nằm ở trong thực vật, đều nằm trong những cái màu sắc, cũng như là nằm trong những cái thành phần khác nhau của thực vật. Do đó cái việc mà làm ăn nhiều thực vật nó sẽ làm kiềm hóa máu của chúng ta. Và người ta nói rằng khi trong cái mùa Covid này, thì bất kỳ một cái khẩu phần ăn, một cái khẩu phần dinh dưỡng nào khiến là cho chúng ta hóa máu, thì đó là một cái yếu tố mà làm cho con Covid nó bị bất lợi. Có nghĩa là làm một cái yếu tố để giúp cơ thể chúng ta rất tăng cường hệ miễn dịch và loại trừ con Covid sớm hơn. Rồi, chúng ta kể lên trên cái thang điểm, cái tháp dinh dưỡng ở phía trên, thì thịt, cá, trứng, sữa, chất đạm, hay là những cái loại, đặc biệt là loại muối và loại đường tinh trên, thì chúng ta ăn phải là ăn càng ngày càng ít đi. Do đó là chúng ta cần phải suy xét ở trong cái bản thực đơn này để chúng ta có thể đảm bảo được nguyên tắc về bổ sung dinh dưỡng. Ra thì có ba cái nguyên tắc mà Bộ Y tế khuyên chúng ta nên chú ý. Một, đó là hãy chọn đa dạng thực phẩm. Thứ hai, đó là hãy chọn những cái loại thực phẩm mà có pha thêm vô đó những cái vi chất dinh dưỡng. Bởi vì những cái vi chất dinh dưỡng, đây là những cái chất mà thiếu chúng ta không biết, và nó lại làm trọng tài để cung cấp, để mà điều hòa cơ thể của chúng ta. Bởi vì những cái nhóm năng lượng như là đường, đạm, mỡ, khi mà nạp vào trong cơ thể của chúng ta mà không có giống vi chất để mà làm trọng tài, thì nó sẽ rất là dễ mất cân đối và làm cho bị rối loạn chuyển hóa ở trong cơ thể của chúng ta. Và cái cách thứ ba, đó là có thể bổ sung dinh dưỡng dạng viên. Và ngày hôm nay thì bổ sung dinh dưỡng dạng viên là một trong những cái xu thế tất yếu của xã hội, mà ở Việt Nam chúng ta gần đây cũng rất là hoan nghênh trong những cái phác đồ của Bộ Y tế, cũng như là của cái cách mà khuyên chăm sóc sức khỏe chủ động. Như vậy thì đối với là cái nguyên tắc dinh dưỡng cho một cái sức khỏe khỏe mạnh này, thì chúng ta cần phải chú ý những cái 10 cái điểm tôi liệt kê ở phía bên trái của slide của chúng ta, của màn hình của chúng ta. Đó là để tôi thuyết minh cho các thang điểm này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp một số cái món ăn gợi ý. Nhìn lên trên đây, các anh chị có thấy hấp dẫn chưa? Tôi không biết là các anh chị nghĩ như thế nào về cái tối hôm nay, sau khi mà bác sĩ Hùng chia sẻ xong, mình sẽ có một cái tô cháo hành và tí tô gà như thế này để chúng ta ăn. Quả thật rất là hấp dẫn. Nhưng mà hình như là nó khó khả thi. Nhưng mà đây là phác đồ mà Bệnh viện Phổi Trung ương, một trong những cơ quan rất là tối cao của ngành y tế Việt Nam, chúng ta đưa vào trong các phác đồ để dinh dưỡng cho bệnh nhân bị Covid. Đó là gì ? Một cái loại cháo gà, hành và tí tô, giúp cho cái cơ thể chúng ta giảm viêm nhiễm, đẩy nhanh cái việc phục hồi cơ thể, giảm cái triệu chứng ngạt mũi, giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, nó cũng dễ nấu và có thể là bổ sung thêm chất nước cho cơ thể chúng ta. Và nguyên liệu cho 4 cái khẩu phần ăn đó là gì ? Gạo là 100 gram, nếp là 30 gram, tức là có nếp ở trong đó. Đậu xanh 20 gram, gà nửa con, hành khô, hành lá, tí tô, gừng, gia vị, mắm, tiêu. Kể thôi là đã hấp dẫn rồi. Nhưng mà hấp dẫn hơn khi kể xong cái này, tôi lại nhớ tới một cái câu chuyện ngày xưa của Nam Cao.
đó là Chí Phèo khi đi nhậu say về gặp Thị Nở ở ngồi ở cạnh cái cửa nhà mình ở bên cái vại nước. Điều này thì không có để ý gì hết, nhưng mà sau đó Chí Phèo vào phản nằm và bị lên cái cơn sốt run cầm cập. À, lúc đó đó thì Nở thì chỉ lấy bốn món thôi, gừng, hành, trứng, nếp. À, lúc đó thì chắc là chỉ có trứng thôi, không có con gà tươi như thế này. Do đó là nàng ta mới nấu cho chàng một cái tô cháo, và từ đó cái mối lương duyên giữa Chí Phèo và Thị Nở ra đời, lưu truyền cho chúng ta rất rất là nhiều những cái câu chuyện vui về sau này, đúng không ạ? Thực ra đó thì bất kỳ một cái bát cháo cảm nào trong một cái giai đoạn nào nó cũng rất là quan trọng. Và Hải Thượng Lãn ông tổ ngành y của chúng ta liên tục nói như thế này: nếu mà dùng thuốc mà điều trị bệnh đó là hạ sách, không dùng thuốc mà trị được bệnh thì đó mới là hưởng sách. Và trong cái thượng sách của ngài luôn luôn có những cái loại thực dưỡng giống như là cháo gà hành tí tô như thế này. Rồi, chúng ta đồ ăn xong rồi, bây giờ tôi mời các anh chị là bước qua, chúng ta sẽ có nước uống. À, thế các anh chị thích uống nước gì ạ? Tôi thấy là rất là nhiều người là mua từng bó xả đem về và nấu rất là đậm đặc, với nghĩ rằng là nếu bỏ xả có thể bỏ thêm quế khâu vào thì có thể là giết được cái con COVID. Thực sự là có như thế không? Nếu mà chúng ta dùng một cái lượng xả, lượng gừng ở một cái mức độ đậm đặc, nó lại trở thành một cái chất nhiệt. Nó gọi là, nó không phải là một cái chất mà thanh nhiệt, do đó là nó có thể gây nóng cho cái cơ thể chúng ta và có thể là kích hoạt, nó làm cho viêm họng của chúng ta nhiều hơn. Do đó ra là chúng ta chỉ cần một cái cốc nước gừng, chanh, xả, mật ong, pha ấm và pha loãng vừa phải thôi, thì chúng ta đã có một cái ly nước, ví dụ như 100ml, thì chúng ta có thể có cái nguyên liệu ở phía bên tay phải của chúng ta, quả chanh, rồi xả, rồi gừng tươi, rồi ong, hai muỗng canh, vân vân. Thì chúng ta có thể là có một cái cốc nước để cho cả nhà mình có thể dùng mỗi ngày. Và nên nhớ là ở trong các cái loại nước này thì những cái người mà có cái tiền sử về đau dạ dày hoặc là dị ứng với lại mật ong thì chúng ta cần phải chú ý ha, bởi vì những cái loại mà thiên nhiên thế này thì đôi khi nó lại chứa cả luôn những cái thành phần chưa có thanh lọc, do đó có thể khả năng một số người là uống mật ong là không được, ví dụ như vậy. Thì công dụng của nó là gì ạ? Nó giúp sạch cái đường hô hấp, bởi vì cái đồn trú cuối cùng của vi khuẩn là nó nằm ở trong cái cổ họng của chúng ta này. Do đó là khi mà cái đường hô hấp của chúng ta mà nó được những cái tinh dầu, những cái chất làm chống viêm và chất là hương liệu như thế này, tự nhiên, và nó khi nó vào cơ thể nó làm ấm cái đường cơ thể của chúng ta lên, và nó làm cho là yếu tố bất lợi đó là con virus của chúng ta. Và chúng ta cũng có thể là kết hợp cùng với cái nước này, chúng ta có thể dùng những cái biện pháp khác, chẳng hạn chúng ta loại bỏ hầu hết những cái con COVID khi mà cái đồn trú cuối cùng của nó nằm ở trong mũi và trong họng của chúng ta. Nhớ mỗi ngày cần phải rửa mũi và rửa họng. Rồi, chúng ta có thể nhắc lại một tí xíu về nước. Tại sao vậy ạ? Bởi vì chúng ta thường liên quan đến sốt khi mà bị nhiễm COVID, bị là một loại siêu vi. Triệu chứng sốt thường là dễ xảy ra, đặc biệt là đối với trẻ em trước 6 tuổi khi mà cái hệ thống thần kinh của nó chưa có được điều hòa. Do đó đó là cái triệu chứng sốt đôi khi đó là phản ứng quá mẫn đối với cơ thể và nó có thể gây co giật. Do đó là chúng ta cần phải coi lại một lần nữa về cái cách nước, uống nước đúng cách. Đầu tiên đó là không được để miệng và cổ khô. Nói tới đây thì tôi xin mời các bạn chúng ta cùng dừng lại và cùng nhau nâng cốc để chúc mừng nhau là chúng ta còn ngồi ở đây và cùng nghe được cái câu chuyện này. Nào, bây giờ sẽ không được để miệng và cổ khô à? Bởi vì khi mà làm ướt cái cổ họng của chúng ta thì đó là một cách để giúp cho bài tiết dễ hơn và làm cái tiếng nước bọt cũng như là những cái interferon từ cái lông mao mũi vân vân nó làm việc được ấm hơn, nó sưởi ấm cái không khí trước khi mà không khí vào trong cái đường hô hấp của chúng ta. Rồi, chúng ta cần uống nước như thế nào cho vừa phải? Một lần người ta gọi là tu ừng ực. Một lần nửa lít nước thì nó sẽ làm cho cái bụng chúng ta phình ra, làm cho bị đổ thừa là sao ạ? Bác sĩ Hùng nói là bây giờ tôi bị phát ách cái bụng. Không phải là như vậy. Chúng ta uống từng ngụm nhỏ, đặc biệt là đối với các chị phụ nữ thì uống từng nhỏ, nó giúp cho các anh chị cái bụng
các anh chị nó cũng thon thả hơn, hơn là các anh chị uống một lần hoặc là ăn quá no hoặc là uống quá nhiều, thì nó sẽ làm cho cái thượng vị của chúng ta nó sẽ trướng căng trướng lên và làm cho rất là nhiều người muốn bụng nhỏ mà nó cứ bụng cứ to là như vậy. Chúng ta uống chậm, uống nhiều lần ở trong ngày và uống cả khi mà không khát, bởi vì chúng ta đang cung cấp nước cho cơ thể chứ không phải là chúng ta vì khát mà uống nước, do đó chúng ta uống nước chủ động. Và cái nhu cầu là chúng ta cần phải uống nước sạch, uống nước đã đun sôi hoặc là uống nước ấm. Có thể các anh chị cũng có thể là uống nước suối, uống nước những cái loại nước suối đóng chai thương hiệu, nước suối thiên nhiên chẳng hạn. Nhưng mà không có nên lạnh nước ở trong cái mùa này, và đặc biệt đó là không uống nước đun đi đun lại nhiều lần. Chúng ta có thể dùng những cái loại nước mà chúng ta để ở trong bình lọc và chúng ta đun ấm lên rồi chúng ta dùng ở trong một ngày. Không nên uống nước ngọt cho các anh chị, bởi vì các cái vấn đề mà uống nước ngọt thay cho cái nước lọc thì nó sẽ làm cho cái cổ họng chúng ta nó bị khô, do cái lượng đường ở trong nước ngọt 50-60% nó có thể quay trở lại và nó làm cho cái lớp niêm mạc chúng ta nó bị xe, tế bào chúng ta ở niêm mạc nó, chúng ta nó bị mất nước và nó làm một cửa ngõ rất là tốt để cho cái niêm mạc họng nó nhám và cái con virus nó bám vào. Rồi, chúng ta cần hạn chế những loại bia rượu cà phê, bởi vì mùa này không thể là có những cái loại bia rượu nhiều được nha các anh chị. Tôi thấy là có rất là nhiều một vài vụ đó là rủ nhau uống bia bởi vì buồn. Thực ra thì buồn thì chúng ta có rất là nhiều cách, ví dụ như là rủ nhau đi vào Zoom để mà xem những cái chương trình như thế này thì nó cũng là rất là thú vị mà. Như vậy thì nhìn các bạn nhóm tuổi và cân nặng để chúng ta xác định nhu cầu nước mỗi ngày, thì chúng ta thấy luôn luôn là trẻ con nó sẽ cần nhiều nước hơn là người lớn của chúng ta. Nếu như người lớn chúng ta là 40ml trên kg cân nặng một ngày, đây là cái lượng nước trung bình, thì đối với trẻ con nó sẽ cần nhiều hơn, có thể là 100, có thể là 1000ml trên kg đầu, rồi tùy theo từng độ tuổi như thế này. Tại sao như vậy? Bởi vì thận của trẻ em nó làm việc tốt hơn người lớn và cái tốc độ trao đổi chất của trẻ em, cái BMI của trẻ em nó cao hơn của người lớn. Chính vì thế mà mình thấy là trẻ con nó sốt, thường xuyên là nó đi tiểu, thường xuyên là nó đổ mồ hôi và nó đổ không mồ hôi tất cả người. Trong khi người lớn của mình thì đôi khi là phải tập vận động rất là nhiều để cho nó ra mồ hôi. Đây là một trong những cái như vậy ha. Rồi, một cái chế độ sinh hoạt, thì chúng ta thấy đây là một cái chế độ sinh hoạt do Bệnh viện Phổi Trung ương gợi ý cho chúng ta và nằm trong phác đồ. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu là lúc mấy giờ ạ? Bắt đầu lúc 6 giờ sáng và kết thúc vào lúc 10 giờ tối. Như vậy thì cái giờ ngủ là bao nhiêu giờ ạ? Đảm bảo là 8 tiếng một ngày nha, rất là khoa học. Nhưng mà mình nhìn lại cái phác đồ này mình sẽ thấy là sáng ngủ dậy uống một ly nước ấm nè, tập thể dục nè, rồi sau đó uống một ly nước ấm nè, 7 giờ thì ăn đồ xanh thịt nạc nè, một cốc sữa protein thực vật nè, 9 giờ là có thể là ăn một cái bữa phụ sáng nè, ăn giữa giờ là các anh chị ăn nhẹ đó, uống nước ấm từng ngụm nhỏ và liên tục nè, đến 2 giờ ăn trưa nè, ví dụ như là cơm cá thu sốt cà chua nè, một quả chuối nè, 3 giờ chiều là ăn bữa phụ buổi chiều, một hộp sữa chua hoặc là một nấm đậu, các loại đậu, hoặc là đến 5 giờ chiều thì có thể là uống nước nè, tập thể dục buổi chiều nè, rồi chúng ta sẽ có một ly nước ấm sau khi tập thể dục. 6 giờ tối thì có thể là ăn cơm tối cùng với thanh long nè, rồi 9 giờ tối thì có thể có một cái bữa phụ đêm là uống một ly sữa hoặc là một cái ly protein thực vật. Thì khi mà nhìn cái phác đồ này thì tôi nhớ tới cái khoa ICU, cái khoa hồi sức cấp cứu nơi mà tôi làm. Thì đối với là những người bệnh nhân mà hôn mê, mà hoàn toàn trông chờ vào cái việc ăn mà đặt qua ống sông mũi dạ dày của bác sĩ á, thì chúng tôi thường là cho ăn 6 lần một ngày và mỗi một lần thì một cái lượng nó khoảng là 200ml và là nước. Chúng ta đừng có nghĩ rằng phải ăn đặc, những giai đoạn bệnh đó ăn được cái gì là tốt rồi, và đừng có nghĩ là phải ăn đặc thì mới gọi là ăn, ăn lỏng không phải gọi là ăn. Ví dụ như là ly protein thực vật, khi mà mình đưa cho ai đó họ cứ nói là cái này không phải là đồ ăn, cái này là sữa, hoàn toàn không nha quý vị, bởi vì người ta quen với cái cấu trúc về cái món ăn rồi. Nên đó, ngày hôm nay chúng ta cần phải cập nhật là ly protein thực vật thực ra là một muỗng đã bằng khoảng nửa trăm gram thịt rồi, và
Khi mà chúng ta ăn 6 lần trong một ngày thì cách 2 tiếng ăn một lần và nên kết thúc vào 18 giờ tối. Nhưng mà đây là phác đồ của Bệnh viện Phổi Trung ương vạch ra, và tôi cũng gợi mở lên một cái phác đồ mà ở trong khoa chuyên khoa hồi sức cấp cứu của tôi để cho các anh chị có thể tham khảo. Bởi vì từ sau 18 giờ mà chúng ta ăn, có nghĩa là cái gan của chúng ta nó sẽ rất là khó làm việc. Do đó chúng ta cần phải bảo vệ gan. Gan là tổng quản của chúng ta ở trong cái cơ thể của chúng ta. Rồi. Khi mà chúng ta nhìn thấy là tất cả những cái chất mà trong một cái thực đơn dinh dưỡng nó rất là dồi dào như vậy, và tháp dinh dưỡng nó như vậy, thì chúng ta thấy là quả thật một cái ngày bình thường điều này cũng rất là khó hiện, không chỉ là ngay cái mùa dịch. Khi mà tiền bạc thì có giới hạn, khi mà cái chuyện di chuyển thì có giới hạn. Do đó thời buổi này là thời buổi đôi khi chúng ta phải nương nhờ vào trong một cái sự từ thiện, một cái sự tài trợ của ai đó. Thế thì làm sao để có thể đảm bảo được tôi, cái ví tôi có rất là ít tiền, nhưng mà tôi có thể mua rất là nhiều món và mua những cái món cần, đặc biệt là mua những món cần cho cái hệ miễn dịch của tôi. Thì đây là một trong những cái giải pháp mà tôi thấy rất là tuyệt vời. Hóa ra là khi mà mình nghiên cứu về Nutrilite thì mình thấy là Nutrilite là một cái nhãn hàng, một cái thương hiệu có, họ đã có mặt gần cả trăm năm. Thì họ đã nghĩ tới cái chuyện là dựa vào thiên nhiên, biến sức mạnh thiên nhiên thành cái sức mạnh để bảo vệ cái sức khỏe của con người. Do đó đó là họ chắt lọc từ những cái thành phần tinh túy nhất của thiên nhiên. Và trong mỗi một cái sản phẩm thì đều nghiên cứu cho nó phù hợp với cái yếu tố thiết yếu, cái nguyên liệu mà cái cơ thể chúng ta cần. Nào, bây giờ chúng ta nhìn vào trong cái hệ miễn dịch thì chúng ta cần phải quan tâm đặc biệt tới những cái sản phẩm. Đầu tiên đó là Nutrilite Probiotic. Đây là một trong những sản phẩm mà tôi rất là thích. Một cái hộp như thế này thì có 30 gói. Và đây là một trong những cái sản phẩm mà nó cung cấp cho chúng ta probiotic, tức là 70% cái hệ miễn dịch của chúng ta. Đây là một trong những cái sản phẩm mà rất là tuyệt vời. Sản phẩm thứ hai đó là cái vitamin C. Vitamin C, đặc biệt là trong cái mùa dịch này thì cái nhu cầu cực kỳ là cao. Tại sao ạ? Bởi vì cả những cái vitamin C của chúng ta khi mà chúng ta dùng thì nó vừa cho bạch cầu, vừa là một cái chất oxy hóa cực kỳ mạnh, vừa giúp cho lympho B, giúp cho lympho T. Nhưng mà hàng ngày thì vitamin C còn rất là nhiều những cái vai trò về nâng cao sức đề kháng khác nữa. Do đó chúng ta cũng không lạ gì khi mà thấy là trong cái thời buổi này thì probiotic và vitamin C là được rất là đề cao trong cái việc nâng cao cái sức đề kháng và hệ miễn dịch của chúng ta. Điều tiếp theo là bất kể một cái ngôi nhà nào muốn vững chắc đều phải có một cái nền tảng. Ta nhìn thử tất cả mọi người ở trên thế gian này, cho dù là đến từ đất nước nào, dân tộc nào, màu tóc là màu xoăn, màu hay là thẳng, hay là da trắng hay là da màu, thì chúng ta đều có những cái cấu tạo cơ thể rất là giống nhau và hệ miễn dịch của họ cũng sẽ rất là giống nhau. Những cái sự giống nhau đó đã đưa đến một cái kết cấu về cái sức khỏe nền tảng, và thương hiệu Nutrilite cũng đã cung cấp cho chúng ta một cái bộ dinh dưỡng nền tảng, hay còn gọi là bộ Trio Foundation, hay còn gọi là giá trị và cốt lõi và thiết yếu. Bởi vì tất cả mọi người, bất kể ai, chúng ta cũng đều cần những cái chất này. Đầu tiên đó là Nutrilite WS. Thứ hai đó là Nutrilite Salmon Omega 3. Thứ ba là Nutrilite Protein thực vật. Và chúng ta đi vào từng cái thành phần thì chúng ta thấy là Nutrilite WS của chúng ta là một cái loại thực phẩm bổ sung tất cả những cái chất mà gần như là tôi đã liệt kê ở cái phần trên dành cho cái hệ miễn dịch của chúng ta. Đây là cái sản phẩm có một cái công thức đột phá cung cấp cho cơ thể chúng ta đa dưỡng chất. Thứ nhất là 12 cái vitamin. Nào, các bạn hãy cùng đọc với tôi nhé. Vitamin A, C, D, E, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Đây là những cái vitamin tan trong nước và tan trong dầu. Tất cả những cái vitamin này nó đều tham gia vào cái cơ chế miễn dịch mà tôi đã vừa miêu tả ở trên. Vốn dĩ là chúng ta cần phải đi từ rất 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 là nhiều nguồn thực phẩm khác nhau. Trong cái thời buổi khan hiếm này, đây có phải là một cái sự lựa chọn khôn ngoan và thông minh hay không? Nào, chúng ta hãy đi tiếp 10 khoáng chất.
10 khoáng chất đó là gì ạ? À? Đó là canxi, sắt, iốt, magie, kẽm, selen, đồng, gan, chrome, molybden. À, tất cả những cái chất này nó đều tham gia ít nhiều vào trong cái cơ chế miễn dịch của chúng ta. Nhưng mà trong khuôn khổ chương trình có hạn thì tôi chỉ kể những cái đại diện, ví dụ là sắt, là kẽm, là selen. À, nhưng mà thực sự thì molybden cũng là một trong những cái yếu tố mà nó đột phá cho cái sức đề kháng của chúng ta rất là nhiều. Do đó là khi mà chúng ta dùng những cái vitamin và những cái khoáng chất này thì cái cơ thể chúng ta nó được một cái trọng tài rồi. À, và nó có một cái sự thay đổi rất là ngạc nhiên. À, tôi chia sẻ cho rất là nhiều người về cái sản phẩm này thì khi mà họ dùng họ cảm thấy là rất là wow. Sao mà lại có một cái sản phẩm hoàn hảo như vậy? Nhưng mà chưa hết đâu các anh chị, nó còn 22 rau trái cây và rau củ quả cũng như là thảo mộc. À, và cân bằng 5 cái màu sắc dưỡng chất thực vật đến từ những cái màu, ví dụ như là màu đỏ, màu tím, màu trắng, màu vàng, màu xanh lục. Màu xanh lục nó sẽ đặc biệt lưu ý cho chúng ta để bảo vệ cái ADN, vốn là cái con COVID nó sẽ tấn công vào màng của tế bào chúng ta. Khi mà đục thủng màng tế bào chúng xuyên qua rồi thì nó sẽ tấn công vào ADN để mà nó sử dụng cái ADN của chính tế bào chúng ta để mà nó nhân đôi cái con COVID đó lên. Chính vì thế mà những cái thực phẩm màu xanh lục nó sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ cái sự bền chắc của cái ADN của chúng ta. À, do đó là những cái chất dưỡng chất thực vật từ màu xanh lục rất là quan trọng. Nhưng mà những cái chất màu trắng thì sao? Ví dụ như là tỏi nè, là củ hành nè, thì nó có chứa những cái chất allicin. Những cái chất màu vàng, ví dụ như là nó sẽ chứa rất là nhiều những cái vitamin C, hoặc là riboflavin, vitamin B2, hay là vitamin B6, hoặc là những cái loại thực vật màu tím, thì nó chứa rất là nhiều. Resveratrol là một trong những cái chất mà nó giúp cho chúng ta dễ ngủ hơn. Bởi vì lúc này chúng ta có quá nhiều điều lo toan, thành ra những cái thực phẩm màu tím vốn là chúng ta dễ bị mất ở trong cái thực phẩm nhật thực đơn hàng ngày chúng ta, thì nó đã tìm thấy được ở trong cái sản phẩm Nutrilite Double X. Còn những loại thực phẩm màu đỏ nó sẽ tốt cho hệ tim mạch của chúng ta. Và đây là một trong những cái bảng màu mà tôi cực kỳ thích. Tôi nói là giống như là năm anh em siêu nhân vậy. Bởi vì sao ạ? Nó bảo vệ cho chúng ta trong cái việc là cân bằng cái cuộc sống này. Và đặc biệt nó còn một cái công thức hỗn hợp độc quyền tên là Phytoprotect. Phytoprotect có nghĩa là bảo vệ từ vật đến từ cái bộ ba nghệ, hương thảo, đậu, java, delta. Và với cái để tìm ra được cái công thức cho cái bộ ba Phytoprotect, cái bằng sáng chế này, thì mình thấy được một điều đó là gì ạ? Công ty và nhãn hàng Nutrilite, người ta đi tìm trên 20.000 cái loại nghiên cứu khác nhau, trên 1.000 cái loại thực vật khác nhau và trên 20.000 lần thí nghiệm thì mới tìm ra được một cái phối hợp, một công thức giữa hương thảo là một trong những cái cây mà hiện tại bây giờ trong cái mùa miễn dịch này người ta rất là khuyên dùng, bởi vì hương thảo nó chứa rất là nhiều những cái chất cũng như là những cái chất chống oxy hóa mạnh, đặc biệt là để tiêu diệt những cái con COVID. Đây là những cái bài thuốc đông y, nhưng mà tôi lại bắt gặp trong cái Nutrilite Double X luôn. Và hương thảo này là được trồng trên những cái nông trại ở Maroc. Đây là một trong những nông trại theo cái công nghệ NutriSet để mà cho một cái lượng dưỡng chất tốt nhất cho chúng ta, cũng như là nghệ đến từ những cái trại của Ấn Độ hoặc là Campuchia sẽ cho ra một cái hàm lượng của cumin, một cái loại dưỡng chất thực vật rất là tốt, cũng như là đậu Java Dieta. Đây là một cái loại đậu mà cho cơ thể chúng ta một cái việc là bảo vệ cái ADN của chúng ta rất là tuyệt vời. Tuyệt vời như thế nào ạ? Tuyệt vời đó là khi mà cơ thể của chúng ta khi mà cái con ở trong cái cơ chế bình thường bảo vệ cơ thể của chúng ta đó, thì con bất kỳ một chất oxy hóa nào, bất kỳ một chất độc nào, kể cả cái COVID, khi mà nó tấn công vào cơ thể chúng ta thì có một cái cơ chế tự nhiên của tế bào. Đó là có cái cặp acid amin, nó sẽ nằm ở trong cái tế bào chúng ta sẵn. Khi đó thì một cái acid amin sẽ được tách ra và nó chạy vào trong cái ADN, chạy vào trong nhân của tế bào để nó báo cho cái gen, một cái mã gen và chống oxy hóa đó, nó sẽ làm cho cái tế bào nó bền chắc lại và giúp cho cái giúp cho những cái yếu tố lạ nó không xâm nhập vào trong cái ADN của chúng ta. Một cái acid amin khác nó chạy ra cái thành tế bào
để mà để giúp cho cái thành tế bào chúng ta nó vững chắc lại và làm cho những cái yếu tố gây bệnh nó không xâm nhập vào bên trong. Và khi mà tác dụng của đậu Java Delta thì nó sẽ làm cho cái acid amin chạy vào trong tế bào, nhân tế bào, nó sẽ giữ ở đó lâu hơn để cho cái tế bào nó bền vững hơn, và nó kích hoạt những cái yếu tố để mà nó làm cho tế bào chúng ta nó gia tăng cái yếu tố tự bảo vệ. Sang một cái miễn dịch thứ hai cũng đến từ cái sản phẩm WX, cái bảo vệ phản kháng. Đó là gì ạ? Đó là thành phần mà tôi vừa kể với quý vị ở trên. Tất cả những cái vi chất dinh dưỡng, những cái dưỡng chất thực vật đều là tham gia vào trong cái cơ thể, và nó bảo vệ cho chúng ta khi mà có một cái yếu tố lạ xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta. Ngoài cái việc là hàng ngày chúng ta dùng, nó có thể nâng cao cái miễn dịch, điều hòa cơ thể, thì khi mà một yếu tố gây bệnh nó xâm nhập vào cơ thể của chúng ta thì đây là cái rào chắn để mà chặn đứng cái bước chân của cái con COVID. Còn cái hỗn hợp về phytoprotect mà tôi đã kể ở trên, nó sẽ là chủ động tạo ra cái miễn dịch khi mà kể cả mà chưa có những cái con COVID nó xâm nhập, mà bất kỳ một cái yếu tố chống oxy hóa nào thì nó cũng sẽ bảo vệ tế bào chúng ta như vậy. Do đó đây là một cái tác động kép, và tôi nói rằng cái thực phẩm bổ sung Nutrilite WX gần như là một cái bữa ăn rất là hoàn chỉnh cho cơ thể của chúng ta, và nó sẽ bảo vệ cho cơ thể chúng ta chống lại tất cả những cái điều bất lợi. Tôi có thể gọi là một cái món này mà có 50 cái chất cần thiết cho cơ thể, nên tôi gọi đây là một cái thực phẩm hoàn hảo, một cái bữa ăn hoàn hảo. Chúng ta giống như là chúng ta đang ở một cái khách sạn 5 sao, chúng ta có thể ăn những cái món rất là nhiều món ở trong một cái khách sạn 5 sao vậy. Và một cái món Nutrilite, một cái xuất phẩm thứ hai, đó là salmon omega 3. Đây là một cái sản phẩm nó đến từ cá hồi, dầu cá hồi, và cho ra một cái lượng omega 3 rất là tuyệt vời. Nó thành phần chính bao gồm là 60% là dầu cá hồi và 40% là dầu cá khác, cũng như là nó sẽ được bảo vệ trong một cái viên vỏ mềm gelatin có cái vitamin E ở dạng là alpha tocopherol để giúp cho cái trạng thái tốt nhất. Và tôi yêu cái sản phẩm này là bởi vì cái riêng về cái sản phẩm này thì có một cái câu rất là tuyệt vời: từ đại dương sâu thẳm đến viên nang mềm, đó là 72 giờ. 72 giờ có nghĩa là 3 ngày để mà có thể có một con cá đang lội ở dưới đại dương kia trở thành một cái viên mà tôi bỏ vào miệng. Đó là cái cách mà để tạo ra được những cái viên omega 3 bán chạy nhất thế giới. Nên salmon omega 3 Nutrilite là quả thật không có hoa về cái danh hiệu này. Và khi mà bổ sung omega 3 đầy đủ thì nó sẽ làm, ngoài ra nó còn giảm được cái cholesterol máu, nó tốt cho tim và não bộ, và nó ngừa được những cái bệnh lý nền, đặc biệt là những bệnh lý và rối loạn chuyển hóa. Một cái xuất phẩm thứ ba đó là Nutrilite On-Blend Protein Powder, hay còn gọi là protein thực vật. Thì Nutrilite On-Blend Protein Powder là một trong những cái sản phẩm mà tôi rất là yêu thích, bởi vì nó li trích những cái chất acid amin thiết yếu. Mỗi một cái hũ bột Nutrilite On-Blend Protein Powder thì nó sẽ chứa 450 gram, nhưng mà một muỗng này thì một khẩu phần thì nó chứa khoảng là 10 gram bột, trong đó thì nó có thể hấp thu vào trong máu, đó là BDCAS bằng 1, tức là vào trong máu ta ít nhất là 80%, và khiến cho một cái muỗng này, nếu mà trong cái khoa hồi sức cấp cứu của tôi dùng á, thì nó tương đương với một chai Amino Plasma của Bibrau của Đức, rất là danh tiếng và truyền Noel qua đường tĩnh mạch. Thì bây giờ ta lại phát hiện qua đường này. Do đó, đó là cái nhu cầu cơ thể cần một ngày á, là 1 gram trên gram cân nặng một ngày. Đối với là bệnh nhân COVID thì cần là đến là 1.2 và 1.5 protein trên kg cân nặng một ngày. Thì nó có thể thỏa mãn được bằng cái cách này. Bởi vì có thể là chúng ta đút từng thìa, hay là ở vào trong những cái tình huống nguy cấp mà đặt ống xông qua mũi dạ dày thì cũng có thể là bơm bác sĩ chúng ta vẫn có thể bơm cái on-blend protein powder này thông qua cái ống xông mũi dạ dày, và đủ cho cái lượng đó để tạo ra cái lượng miễn dịch cho cái người bệnh trong cái giai đoạn thập tử nhất sinh này. Và đối tượng sử dụng đó là trẻ em và người lớn,
trẻ em từ 36 tháng tuổi trở lên, và đặc biệt nhất nó còn có thể pha trong những cái ly sữa hoặc là những ly nước trái cây hay là rau quả, nó làm cho cái khẩu vị chúng ta vốn là đang bị mất mùi vị, nó trở nên là một cái bữa ăn hấp dẫn hơn, ăn ít hơn, được nhiều hơn. Một cái sản phẩm tiếp theo đó là probiotic, Nutrilite probiotic. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà tôi đã nói ở trên. Mỗi ngày chúng ta có thể dùng 1 đến 2 gói, và mỗi một gói thì nó sẽ bổ sung cho chúng ta là 6,3 tỷ lợi khuẩn. Đây là cái đơn vị mà chúng ta đang cần trong một ngày. Do đó nếu như một ngày để có 6,3 tỷ lợi khuẩn, bác sĩ chúng tôi chọn những cái thương hiệu khác. Thì ví dụ như là những cái thương hiệu ở bên ngoài thường là trung bình nó khoảng 100 triệu con trong một gói thôi. Thì so với cái nhu cầu hàng chúng ta phải dùng 60 gói. Dự chi nếu mà một gói á, là 2.000 đồng thì 60 gói nó khoảng 120.000 đồng. Nhưng mà khi mà dùng cái sản phẩm này, Nutrilite Probiotic, thì tôi thấy là nó cũng đạt được 6,3 tỷ lợi khuẩn trên một gói, nhưng mà cái giá thành nó thấp hơn hẳn. Đây có phải là một cái sự chọn lựa rất là tốt cho các bạn ở trong cái mùa COVID khi mà chúng ta cần phải bổ sung, tăng cường cái hệ miễn dịch của chúng ta hay không? Và đặc biệt nhất, đây còn là một cái hỗn hợp độc quyền gồm có 5 chủng lợi khuẩn. Ví dụ như là Lactobacillus LA14, các anh chị chú ý ha, những cái dấu hiệu ký hiệu phía dưới đó, LA14 hay là NCFM hay là HNO19, thì năm cái chủng vi khuẩn này là năm cái vi chủng mạnh nhất, và trong đó có hai cái đánh dấu sao màu vàng đó, đây là hai cái chủng chính, giống như là đội quân chủ lực, và ba cái chủng phụ ở xung quanh giống như là hậu vệ, tiền vệ để mà bảo vệ cho hệ đường ruột của chúng ta và hệ miễn dịch của chúng ta. Ngoài ra thì nó còn phối hợp với lại một năm chất xơ prebiotic đóng vai trò như là một cái inulin tốt cho cơ thể của chúng ta. Nên cái viên, cái gói này á, thì có bỏ vô miệng nó cũng có thể tan, hòa vào nước nó cũng có thể tan. Và đây là một trong những tiêu chuẩn mà bác sĩ chúng tôi rất là thích, bởi vì đây là một trong những cái tiêu chuẩn mà đánh giá một cái loại thuốc mà vừa tan được trong miệng và vừa tan được trong nước, đó là những loại thuốc cao cấp nhất của những cái hãng danh tiếng nhất, nhưng mà ta lại bắt gặp nó ở Nutrilite. Rồi, chúng ta sẽ kể sơ qua một tí xíu nữa về vitamin C hay là vitamin C. Đây là cái acid ascorbic. Thì cái BioC Plus Nutrilite nó sẽ có cái nguồn gốc đó là từ quả Astracherry, là một trong những cái loại quả mà giàu hàm lượng vitamin C trong tự nhiên nhiều nhất. Ngoài ra thì nó còn có vỏ cam quýt và nó cung cấp một cái hợp chất citrate bioflavonic. Các anh chị còn nhớ là chữ là bioflavonic là những cái chất mà tôi đã kể về dưỡng chất rất là cần thiết cho hệ miễn dịch vào trong cái thời điểm này, đúng không ? Do đó là mỗi một viên Nutrilite Bio C Plus cung cấp 250mg vitamin C cho chúng ta mỗi một ngày, thì nó có thể là điều hòa cái lượng mà vitamin C, nồng độ vitamin C có ở trong máu, bởi vì cái thời gian bán hủy của nó, thời hòa tan của nó ở trong đảm bảo cái nồng độ ổn định trong 8 tiếng đồng hồ của chúng ta. Do đó đó là rất là cần thiết trong cái giai đoạn này. Nhưng mà vitamin C là một cái vitamin tan trong nước, do đó chúng ta nên chia ra nhiều lần xài trong một ngày. Và trong cái mùa dịch này thì cái nhu cầu của chúng ta nó có thể tăng lên, do đó chúng ta có thể dùng từ 1 đến 4 viên một ngày, có nghĩa là chúng ta có thể cung cấp đến 1.000mg vitamin C trong một ngày. Và đối tượng sử dụng là gì ạ? Là thanh thiếu niên từ 8-9 tuổi trở lên và người trưởng thành. Nhưng mà trong cái mùa dịch này thì bất kể, bởi vì chúng ta đang có 10, chúng ta đang có là 12.000, theo như cái số liệu tôi nhớ không nhầm, thì đó là 12.000 trẻ em, 12.000 hay là 1.200 trẻ em dưới 12 tuổi, 1.200 trẻ em dưới 12 tuổi đã có triệu chứng bị nhiễm F0 rồi. Do đó là chúng ta rất là cần dùng vitamin C cho cả những cái đối tượng này luôn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sang cái phần cuối của chương trình của chúng ta, đó là dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe tại nhà khi bị nhiễm corona. Thì điều đầu tiên là chúng ta cần phải áp dụng triệt để cái nguyên tắc dinh dưỡng ở trong dự phòng lây nhiễm corona ở phần 1 chúng ta đã vừa mới nghe xong. Điều thứ hai đó là chúng ta nên cung cấp cái bữa ăn đầy đủ nếu như mà người bị nhiễm đó vẫn tỉnh táo, có thể nhai, có thể nuốt. Tức là những cái người bệnh mà có vấn đề và rối loạn tâm thần hoặc là những cái bệnh lý mãn tính, ví dụ như là hậu tai biến mạch máu não v.v. thì đòi hỏi là phải có cái người giám sát
À, và cái thứ ba đó là bữa ăn đảm bảo phải là nóng sốt, ngon miệng, bởi vì cái vị giác của chúng ta lúc này nó có thể bị ảnh hưởng, và đầy đủ dưỡng chất, đa dạng thực phẩm, thường là ở dạng lỏng để dễ tiêu, nhuyễn để dễ nhai và mềm để dễ nuốt. Do đó là chúng ta nên nhớ cái nhu cầu này nó không phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng nhai nuốt của từng người đâu nhé. Bởi vì bất kỳ một cái người khỏe hay là một cái người già, một người trẻ, một người già thì cái vấn đề về thực phẩm dễ tiêu nó đều mang những cái tiêu chuẩn này. Điều thứ tư đó là cân bằng giữa sở thích ăn uống của cái người bị bệnh nhiễm và hạn chế tối đa về lây nhiễm chéo. Điều thứ năm đó là tăng cường giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm từ những cái nguồn nguyên liệu cũng như quy trình chế biến, xử lý dụng cụ ăn uống và đặc biệt là cái không gian ở trong nhà của chúng ta. Điều thứ sáu đó là ưu tiên sử dụng những thực phẩm mặt cao năng lượng, giàu dưỡng chất, tăng cường những cái vitamin và khoáng chất, những cái vi chất dinh dưỡng cũng như là cái phytonutrient hay là những cái dưỡng chất thực vật mà tôi đã liệt kê ở trên. Rồi, khi mà nói là những cái người mà ở giai đoạn đã nhiễm corona thì chúng ta cần phải gia tăng thêm cái nồng độ về dinh dưỡng để kích hoạt, để giúp nguyên liệu cho cái hệ miễn nhiễm của chúng ta nó có thể phục vụ được. Đó là gì ạ? Vitamin A cần khoảng 5.000 đơn vị quốc tế trong một ngày. Ha. Vitamin C thì khoảng 1.000 mg một ngày. Vitamin D là 3.000 đơn vị quốc tế một ngày. Vitamin B1 là 210 mg một ngày. Kẽm là 20 mg một ngày. Omega 3 là khoảng là 1.000 mg một ngày. Có nghĩa là khoảng là 400 mg EPA và 200 mg DHA thì nó sẽ cân đối cho cái lượng này. Tỷ lệ là 2:1 thì nó sẽ hấp thu tốt nhất. Rồi, chúng ta sẽ tạo một cái cuộc sống rất là tư duy rất là lạc quan, ngay cả trong ăn uống chúng ta cũng có thể lạc quan. Nào, các bạn nhìn thử vào cái món ăn của mình đang ăn, cái món của mình sắp ăn và chúng ta cảm thấy là nó rất là thú vị thì chúng ta sẽ cảm thấy dễ ăn hơn. Có phải không như vậy không ạ? Vâng. Và các bạn hãy theo cái cách của tôi, nhìn cái đĩa thức ăn và cảm nhận hình dạng nó trông giống như là những hình dạng gì vui nhộn nhỉ. Ví dụ như là một cái miếng cà chua vốn là bình thường mình không ăn, nhưng mà ngày hôm nay bởi vì chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh Covid mà chúng ta ăn, và chúng ta tưởng tượng như là cái miếng cà chua đó nó đang muốn nói với chúng ta rằng rất là tốt, hãy nhai tôi đi. Nhắm mắt lại và chúng ta tưởng tượng. Nhắm mắt lại và chúng ta tưởng tượng. Hãy tưởng tượng đi các bạn, những cái món ăn ở trong đầu mình, tưởng tượng tới cái người mà trồng trọt cái món, cái cây này, cái trái này, cái người làm ra cái món ăn này, cái quy trình làm món ăn này rất là công phu và rất là giàu tình yêu thương. Và một chút ấm áp, một chút yêu thương ở trong cái quy trình chế biến khiến cho cái người ăn cũng có thể cảm nhận được cái điều đó các bạn ạ. Người ta gọi là thần giao cách cảm là như vậy. Thứ ba, khi mà chúng ta ngửi thì hãy tận hưởng được cái hương thơm tỏa ra từ cái ly nước chúng ta uống, từ cái đĩa thức ăn chúng ta ăn, để chúng ta có thể cảm được một cái bữa ăn hoàn chỉnh hơn. Và chúng ta nhai chậm chậm, chúng ta đưa thức ăn vào trong miệng của chúng ta và cảm nhận thức ăn đó nó đang giúp cho chúng ta diệt được cái Covid, giúp chúng ta tăng cường cái hệ miễn dịch, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được ăn. Cắn thì sao ? Bằng cái cách là cắn thì chúng ta hãy cảm nhận cái vị ngon của thức ăn. Bởi con người của chúng ta vốn là một cái động vật thường là ăn, gọi là động vật hữu nhũ, động vật bậc cao, tức là nhai, cắn, xé, tạp, đúng mà. Và chúng ta quá nhanh đi nên chúng ta không biết được là ngay cả cái việc là chúng ta cắn cũng có thể ngon. Đây là một trong những điều mà tôi cảm thấy là rất là thú vị khi mà cũng tập. Còn nhai thì nuốt sao ? Chúng ta cảm giác là cái miếng thức ăn đó nó phải vào trong cơ thể chúng ta và nó sẽ giúp được cho chúng ta cái điều gì? Nó sẽ cảm nhận là chúng ta đã thụ hưởng, đã biết ơn ai điều gì. Phàm là một cái người mà làm cái bàn tay úp thì sướng hơn là làm cái người bàn tay ngựa, đúng không ? Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta ăn một món ăn đó là bởi vì có rất là nhiều người đã ra công chăm bón những cái cây, những cái con cho chúng ta ăn. Do đó cái cảm giác biết ơn nó sẽ làm cho cái miếng ăn của các anh chị, cái chất dinh dưỡng trở nên nó trọn vẹn hơn. Và cái này gọi là thiền ăn. Các anh chị bao giờ như vậy chưa ? Hãy để cho cái hơi thở của các anh chị, hãy để cho cái suy nghĩ của anh chị nó tập trung vào cái bữa ăn này và làm cho cái dinh dưỡng chúng ta nó trở nên hấp thu được nhiều cái dưỡng chất hơn. Rồi,
chúng ta nói sơ một tí xíu về trong cái tư thế. Bởi vì cái người ở tầng 2 và tầng 3 ở trong cái tháp điều trị đó, có thể bị siêu hấp, nên chúng ta lưu ý những cái tư thế này, đặc biệt là đối với những người bệnh mãn mà vốn là tri giác của họ không có được kiểm soát, thì chúng ta có thể là cho cái tư thế là nằm sấp, một chân co, một chân thẳng, và cái gối cần thiết là có một cái gối để mà tựa lên cái chân ha. Và thường là khoảng chừng 20 phút đến 30 phút thì chúng ta có thể xoay một cái tư thế đó một lần. Đây là những cái người mà cần cái sự trợ giúp. Người ta có hai điểm để cần, hai cái khoảng thời gian để cần có sự trợ giúp của người khác. Một là đôi khi mà cái người đó mới bắt đầu sinh ra. Hai, thời điểm người đó rất là bệnh nặng, nguy kịch và thậm chí có thể là chuẩn bị lìa đời. Thì một miếng sữa, một miếng đồ ăn, một cái tư thế, một cái miếng tả lót cũng đều cần cái sự nương tựa của người khác. Và hãy cho cái người xung quanh của mình chẳng may như vậy có một cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi mà chúng ta truyền cho họ những cái hành động tự nguyện, thiện nguyện từ cái trái tim của mình. Đúng không các anh chị? Còn về tập thở, thì chúng ta có rất là nhiều những cái cách tập thở, giống như là chương trình trước đây tôi hay nói là tập thở qua bong bóng, có nghĩa là một cái chai nước và chúng ta đặt một cái ống hút, chúng ta ngậm cái miệng, chúng ta vào ống hút, chúng ta hít vào bằng mũi và chúng ta sẽ thở ra bằng miệng, thổi vào trong cái ly nước này và từng cái bong bóng nổi lên lụp 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 lụp. Cái điều này nó rất là hay, bởi vì cái con virus đó nó sẽ rớt vô trong nước và chúng ta đem đổ cái cốc nước này đi, chúng ta rửa sạch, thay vì là chúng ta thở ra trong không khí bình thường, đúng không nào? Do đó cái việc mà thở bong bóng nó lại có một cái ý nghĩa rất là hay so với là cái thở thông thường của chúng ta. Nhưng mà sau đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên nhớ là hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng, và mỗi ngày dành khoảng là 15 phút buổi sáng, 15 phút buổi chiều vào những cái thời gian này, có phải là chúng ta đang rảnh không? Do đó chúng ta nên tập thở để cho cái khoảng cách của phổi giữa lá thành và lá tạng, của hai cái màng phổi nó được dao động tốt hơn, khiến cho cái tiếp nhận oxy vào trong phổi nó tốt hơn. Và đây là một trong những cái liệu pháp để mà dự liệu khi mà SpO2 bắt đầu có những dấu hiệu giảm sút xuống. Rồi, chúng ta cũng có thể là những cái bài đọc tập vận động ở tại giường, tại nhà của chúng ta. Ví dụ là động tác nâng vai này, động tác co duỗi chân, dạn chân, nâng chân, gấp xoay, hay là duỗi những cái cổ tay chúng ta. Những cái động tác dương thở, những cái động tác cử động tập tại giường có thể rất là có ích cho cái người mà vốn là bệnh nằm lâu ngày, đặc biệt là trong cái mùa Covid, khi mà họ lên một cái cơn sốt mà họ không có thể làm được những cái việc này, thì chúng ta hãy nhẹ nhàng kề đến bên họ để có thể trợ giúp cho họ những động tác nhẹ nhàng này, nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả, khiến là máu huyết có thể lưu thông dễ dàng hơn và giúp cho một người có thể vượt qua được cái cơn bệnh từ những động tác yêu thương các anh chị. Và cái phần trình bày của tôi thì xin cái phần chia sẻ chính của chương trình là đến đây là hết. Và bây giờ thì tới cái chương trình là Mentimeter, xin trao lại cho MC của chúng ta.